Thầy chào các em học sinh lớp 10. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải đề số 5, đề thi giữa kỳ 2, môn toán lớp 10, sách cách nối tri thức. Nội dung đề thi gồm có hai phần. Phần 1 trắc nghiệm gồm có 35 câu, 7 điểm. Phần 2 tự luận gồm có 4 câu, 3 điểm. Phần số 1 trắc nghiệm câu 1. Tập xác định của hàm số y bằng k bậc 2 của 3 trừ x cộng căn bậc 2 của x cộng 1. Tất cả đem chia cho x bình phương trừ 5x cộng 6. Thì chúng ta lưu ý là căn bậc 2 á, đối với căn bậc 2 á, thì điều kiện xác định là trong căn phải không âm. Vậy thì căn căn bậc 2 của A này thì điều kiện của nó là A lớn bằng 0. Còn nếu phân thức có dạng A phần B thì xác định khi và điều kiện dưới mẫu này là khác không. Đối với phân thức thì mẫu khác không. Vậy thì A phần B thì B khác không Vậy ở đây chúng ta có này Vậy là hàm số xác định Khi và chỉ khi Là 3 trừ x lớn hơn bằng 0 x cộng 1 lớn hơn hoặc bằng 0 và x bình phương trừ 5 x cộng 6 khắc 0 và tương đương 3 trừ x lớn bằng 0, chúng ta chuyển trừ x sang bên phải thì x nhỏ bằng 3, x nhỏ hơn hoặc bằng 3 này. Còn chỗ này là x cộng 1 lớn bằng 0 thì chuyển 1 sang bên phải thì x sẽ lớn bằng trừ 1. Còn x bình trừ 5, x cộng 6 thì chúng ta bấm máy tính. Chúng ta đi giải phương phương bậc 2. Menu 9, ấn số 2 ấn số 2. Và nhập vào là hệ số A là 1, 1 bàn này. Hệ số B là trừ nam, b... ấn nam, trừ nam bàn này. Hệ số C là 6, nhấn 6 bàn. Nghiệm là 3 với 2. Vậy thì nó khác không, do đó thì x khác 2, x khác 3. Vậy sau đây, chỗ này chúng ta thu lại này ta sẽ giao lại x nhỏ bằng 3, x lớn bằng trừ 1. Chúng ta sẽ sẽ giao lại được gì đây? Là x lớn hơn bằng nhỏ hơn bằng, lớn bằng trừ 1, nhỏ hơn bằng 3. Đúng chưa? x lớn bằng trừ 1, nhỏ hơn bằng 3. Chỗ này là x khắc 2, khắc 3. Mà x lớn bằng trừ 1, nhỏ hơn bằng 3. Thì nó đã khắc 2, khắc 3 chưa? xem có hai con nha. Nhỏ hơn bằng 3 này, nhỏ hơn bằng 3 này. Đó, cho nên chúng ta nữa là x khác 2 nè. x khác 3. Bây giờ chúng ta thử ghi cho mày nè, tập xác định của nó sẽ là d bằng mày đây đầu tiên là chúng ta sẽ bỏ con ba đi cho nó dễ này bỏ con ba cũng được này và con số 3 đây còn đoạn nửa nửa khoảng từ đó từ trừ 1 đến 3 này thấy chưa và chúng ta bỏ đi số 2 thấy không bỏ số 2 bởi vì nửa khoảng từ trừ 1 đến 3 là trước số 2 rồi mà đây là nghiệm khắc khắc 2 này đúng không cầu cho này là lại công số 3 là chúng ta bỏ này thấy không chỉ có dấu tròn là bỏ rồi Để đó thì ở đây bỏ đi số 2 đó vậy thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án a câu số 2 cho đồ thị hàm số y bằng fx có bản biến thiên như sau bản này khẳng định nào sau đây là sai đáp án a hàm số đồng biến trên khoảng trừ vô cùng đến không trên khoảng trừ vô cùng đến không là hàm số nghịch biến thấy nghịch biến vậy thì đáp án a là sai và do đó thì câu 2 chọn là đáp án a còn đáp án b này đáp án b trong khoảng từ 1 đến cộng vô cùng là hàm số nghịch biến cái này đúng thấy không hồng số nghịch biến đáp án c hàm số nghịch biến trong khoảng trừ vô cùng đến không là đúng luôn này đó chính xác giờ mũi tên đi xuống thấy chưa xuống này đi lên này đi xuống này đi xuống là giảm đi lên là tăng rồi đáp án D là hàm số đồng biến trên khoảng là 01 chính xác. 01 liên lên thấy không? Đây. Rồi, tiếp theo câu số 3. Cho hàm số y bằng Cộng hai hàm đó là hai hàm nhỏ là x bình phương trừ x khi x lớn bằng 1. 5 trừ x chia x trừ 1 khi x bán 1 điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số. Chúng ta kiểm tra đáp án A trước. Đáp án A là điểm này là tọa độ là 4 trừ 1 nghĩa là x bằng 4 y bằng trừ 1 x bằng 4 thay vào đâu thay vào đây này nó thấy chưa vậy thì thay vào đây thì x bằng 4 là bao nhiêu x bằng 4 x bằng 4 thì y mấy này 4 bình phương là 16 16 này trừ cho 8 là bằng mấy này bằng 8 bằng 8 ở đây bằng trừ 1 vậy thì chỗ này là điểm A này không thuộc mày lọa đi đúng giờ. Đoạn B là x bằng trừ 2, y bằng trừ 3. x bằng trừ 2 thay vào đây, bởi vì x nhỏ 1 là chứa trừ 2. Vậy thay vào đây được là x bằng trừ 2 này, suy ra y. Là 5 trừ 2 x 2, à, trừ 2 nhân trừ 2. Chia cho mẫu là x bằng trừ 2, trừ cho 1. Trừ 2 nhân trừ 2 là 4. 4 5 là 9. Dưới mẫu là trừ 3. 9 chia trừ 3 là bạn trừ 3. Chính xác chưa? X bằng trừ 2 thì Y bằng trừ 3. Và chứng tỏ này, chứng tỏ, chứng tỏ là cái điểm có tọa độ là trừ 2, trừ 3 này thuộc thuộc hàm số. Đó. Thuộc đồ thị hàm số đó. Thuộc đồ thị hàm số. Do đó thì đáp án đúng, đúng sẽ là đáp án B. Câu 3 chọn B. Câu số 4. Tìm tất cả các giá trị thật của tham số M để hàm số y bằng x bình phương cộng 2x cộng 2 tất cả chia x trừ m xác định trên khoảng là trừ 1 đến 0. Trước tiên thì chúng ta lưu ý là cái hàm số này có dạng phân thức, cho đó thì mẫu khác 0, x trừ m khác 0, x khác m. Cho đó là tập xác định này là d bằng r bỏ đi phần tử là m rồi chỗ này đó là tập xác định d bạn ra bỏ đi m này cái này chúng ta có thể chuyển ra là gì đây nó sẽ thành là khoảng là trừ vô cùng đến m hợp với khoảng là m đến cộng vô cùng đúng chưa bằng luôn và thì cái hàm số mà của mình nó xác định trên khoảng trừ một đến không khi nào khi là khoảng trừ một đến 0 sẽ là con của con của này con của đi đúng chưa vậy là yêu cầu bài toán tương đương tương đương với cái khoảng trừ 1 đến 0 này nó là con của d mà con của d như thế nào đây chúng ta vẽ ra đây chỗ này là chúng ta có là gì đây chúng ta có là m này dạ yeah, mờ m phía bên này á là sẽ là trừ vô cùng đến m phía bên này phía bên, bên, trái là trừ vô cùng đến m này còn phía bên phải này là m đến cộng vô cùng và số giá trị m này không lấy nhớ chưa m không có lấy vậy thì để mà cái khoảng trừ một đến không là con của d á vậy thì sao đây vậy thì khoảng này phải nằm bên đâu nằm bên này khoảng từ này trừ một này đến không này phải lọc trong này nó tương tự khoảng này cũng lọc này luôn đúng chưa Và em thấy này vậy thì cho có là gì chỗ này không nhỏ hơn mà chỗ này là mà lớn hơn trừ một rồi hai trường hợp cũng chưa hai trường hợp là không nhỏ hơn mà có nghĩa là mở lớn hơn không chỗ này là m lớn hơn m lớn hơn ấp mạnh chỗ này trừ một trừ một đứng sau trừ một đứng sau nghĩa là m phải bé hơn m bé hơn trừ một và em ta chúng ta kiểm tra thì có dấu bàn xảy ra hay không xem thử có dấu bàn xảy ra hay không thì em nhớ là tròn là con của tròn đó thấy tròn chưa vậy không này chỗ này chỗ không này tròn tròn đó chưa tròn là con của tròn rồi chỗ này trừ một cũng tròn m cũng tròn do đó thì tròn là con của tròn phải thỏa điều kiện thêm với bàn vòng đó nhớ chưa vậy thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án c chỗ này mà không cẩn thận là sẽ chọn đáp án, đáp án, a là sai liền câu số 5 hàm số y bằng trừ ba x bình phương cộng x trừ hai nghịch biến trên khoảng nào sau đây. Ở đây chúng ta để ý nè, hệ số A là bằng trừ 3, bán không. Sau đó thì hòm số mình á sẽ nghịch biến trên khoảng là trừ B chia 2A đến cộng vô cùng. Đồng ý không? Và khoảng này nó sẽ tương ứng như này trừ b đây mấy này, trừ b b đây là một, b là trừ b đây này, trừ b chia hai a tách riêng vào đây, trừ để nguyên này, b là trừ một, à, b là mấy, b là một, b là một, b là một này, đó, b là một chia hai a là chia cho hai nhân trừ ba, trừ chia trừ là thành cộng Vậy là tử lưu là 1, mẫu là 2 x 3 là 6, 1 phần 6. Và nó sẽ nghịch biến biến trên khoảng là 1 phần 6 đến cộng vô cùng. Do đó thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án A, à, câu 5 chọn A. Câu số 6. Xác định hàm số A bằng A y bằng ax bình phương cộng với x cộng c. Biết đồ thị của nó có đỉnh y là 3 phần 2, 1 phần 4 nghe tọa độ, hoành là 3 phần 2, tung độ là 1 phần 4. Và các trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2. Cái điểm này giả sử là chúng ta có điểm A đi. Hoành bằng 2, tung bằng 0. Trục hoành thì có hoành không có tung. Lưu ý chưa? Ở đây có 3 ẩn ABC, muốn xác định hàm số này thì chúng ta phải tìm AB và C, tìm A tìm B tìm C. Vậy chúng ta có hiệu phương trình. Đầu tiên chúng ta có gì đây? Chúng ta sẽ có được cái hoành độ đỉnh của nó là trừ B phần 2A bằng 3 phần 2. Trừ B phần 2A bằng 3 phần 2 này. Và thứ hai chúng ta thay cái đỉnh này vào vào cái đồ thị này, vào cái hàm số này Có nghĩa là đỉnh này, Y này phải thuộc gì? Thuộc 3 ra vô. Đồng ý chưa? Và mình thay vào thôi X thay bằng 3 phần 2 vào, Y thay bằng 1 phần 4 Và chúng ta có là A nhân 3 phần 2 Bình phương lên là 9 phần 4 Vậy có là 9 phần 4A Tương tự chỗ này chúng ta có là gì? B nhân 3 phần 2 Là cộng cho 3 phần 2B rồi cộng cho C thì nó bằng là y là 1 phần 4 và tiếp theo là điểm A này là thuộc parabol điểm A cũng thuộc parabol luôn vậy thay x bằng 2 y bằng 0 vào x bằng 2 thì hai bình phương là 4 này phải có là 4 A cộng cho x bằng 2 vào là b nhân 2 là 2b cộng cho C thì y bằng 0. Rồi đây là hệ phương trình bằng nhắc bảo ẩn đó. Chúng ta xử lý chỗ này một tí này. Chỗ này tương đương như đây. Bỏ hai vế cho hai đi, đúng không? Bỏ hai đi. Vậy thì B sẽ bằng trừ B bằng 3 trừ B bằng 3. Vậy thì 3A cộng B bằng 0. Chúng ta sẽ là 3A cộng B bằng 0. Rồi chúng ta bấm máy thôi. Bấm máy tìm A, tìm B, tìm C. Đây là hệ phương trình bậc nhất bản. Với máy tính 580 VM VN, 3 VNX thì chúng ta sẽ nhấn là menu 9 nhấn vào số 1. Ba ẩn nhấn số 3, nhập phương trình đầu tiên là 3100. 3 bàn, 1 bàn, 0 bàn, 0 bàn. Phương trình số 2 là 9 phần 4 bàn 3 phần 2 bàn 1 bàn 1 phần 4 bàn Phương trình số 3 là 4 bàn 2 bàn 1 bàn 0 bàn A là bàn trừ 1 B bàn 3 C bàn trừ 2 A bàn trừ 1 này, B bàn 2 B bàn 3 C bằng trừ 2 đúng chưa? Và thì lúc này parabol của mình sẽ là y bằng thay ABC vào đây. A bằng trừ 1 thành trừ x bình phương B bằng 3 thì cộng cho 3x C bằng trừ 2 thì trừ cho 2 Vậy thì chúng ta quan sát 4 đáp án ABCD đáp án đúng đáp sẽ đáp là gì đây đáp án đúng là đáp án là trừ này. này sai lọ này đoán đúng là đoán đi câu 6 chọn đi tiếp theo là câu số 7 trên mạc phản tọa độ ối cho parabol như hình vẽ chỗ này là 13 phần 3 này dạ yeah, 13 phần 3 Hỏa Parabol có phương trình nào trong các phương trình dưới đây? Thì em thấy là đồ thị của Parabol này sao đây? Có bị lõm là quay xuống xuống dưới. Nghe chưa? Hay là nói khác là chúng ta có bị lõm quay quay xuống. Nên hệ số A nè. Bán 0 không? Hay nói khác là chúng ta vẽ này Đi lên, đi xuống. Thì nét cuối này Thấy không? Nét cuối đi đâu? Nét cuối đi xuống. Do đó thì hệ số A chắc chắn là bán 0 không? A bán không thì chúng ta sẽ loại được đáp án A này, loại được B này. Đó, còn hai đáp án là C và D đều có hệ số A nhỏ hơn không thỏa đồng. Tiếp theo, em thấy đồ thị nó cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng một chưa? Đó, nghe điểm này có tung độ bằng một này, nghe chỗ này là x bằng không, y bằng một. Và chúng ta thay cái điểm này vào đâu? Vào hai cái đáp án này, này. Bây giờ thay vào C trước thì x bằng 0 suy ra x bằng 0 thì y bằng mấy bằng trừ 1 à, thì thỏa chưa là 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 cái điểm này sai rồi thấy không loại này bởi vì quanh độ tông độ đại dương đúng không một là dương là âm bằng mở một một là sai rồi còn đó đề thì sao x bằng 0 y bằng 1 đó đề là x bằng 0 này suy ra y bằng 1 chính xác ra vậy thì câu 7 chọn đó đi Câu số 8. Bắt phương trình. Bắt phương trình trừ x bình phương cộng 2x cộng 3 lớn 0. Có tập niệm là câu này chúng ta có thể là nhẩm nhanh hay là bấm máy tính. À, ở đây em thấy là phương trình này có dòng, có dòng đặc biệt là gì? A trừ B cộng C bằng 0. Đúng chưa? Có dòng là A trừ B cộng C bằng 0. Và nó có một nghiệm là gì đây? X1 bằng x1 bằng trừ 1. Nghiệm thứ hai là x2 bằng trừ c chia a. Mà c là 3 trừ c là trừ 3. Chia a là chia cho trừ 1 là bằng 3. Và tóm lại phương trình này có hai nghiệm trừ 1 và 3. Mà ở đây thì em thấy là bắt phương trình là a và bắt là a bằng trừ 1 là âm. Bắt lớn không a và bắt trái dấu lấy trong. Lấy trong nha. Yeah. Lấy trong là x lớn nghiệm lớn x lớn nghiệm bé nhỏ nghiệm lớn nghiệm bé đây là trừ 1 này nghiệm lớn là 3 vậy thì đáp án đúng ở đây chính là đây tương ứng với khoảng là gì đây trừ 1 đến 3 vậy đáp án đúng là đáp án B còn không thì chúng ta sẽ bấm máy tính đây chúng ta nhấn vào menu menu A này nhấn vào số 2 và bắt của mình là lớn hơn 0 nhấn số 1 nhập vào A là trừ 1, B là 2, C bằng 3. Thì chúng ta có đáp số là x lớn hơn trừ 1 nhỏ hơn 3. Ok chưa? Câu số 9. Tìm m để bắt phương trình, à, để phương trình trừ x bình phương cộng 2 nhân m trừ 1 nhân x cộng m trừ 3 bằng 0 có hai nghiệm phân biệt. Thì phương trình bậc 2 mà có hai nghiệm phân biệt khi hệ số A khác 0 và delta hoặc delta phải là lớn hơn 0. Rồi, Vậy thì ở đây chúng ta có gì đây? Yêu cầu bài toán cho rồi, cho nó nhanh. Tương đương với delta phải phải lớn 0 Delta phải bằng b phải bình phương trừ ac, b phải là b chia 2. Cái này chia cho 2 đi là còn là m là trừ 1. Bình phương lên trừ ac mà a là trừ 1. Vậy trừ 1 này, nhân cho c là nhân cho m trừ 3. Cái này phải lớn không? Và tương đương đây là hàng đẳng thức bình phương một hiệu đây là m bình. Trừ 2 nhân m nhân 2 là trừ 2m. Chỗ này là có cộng m chưa? Trừ trừ thành cộng này. Vậy cộng 1 nhân m là cộng m. Trừ 2m cộng m là còn trừ m. Ở đây cộng b bình là cộng cho 1 bình là cộng cho 1. Chỗ này là có trừ 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 3 dấu trừ chưa? Có trừ 3. Trừ 3 mà cộng cho 1 là còn trừ 2 này lớn không cái phương trình m bình phương trừ m trừ hai nó có dạng đặc biệt là a trừ b cộng c bằng không lấy một này trừ với trừ một cộng cho hai là bằng không và nó có hai nghiệm là gì hai nghiệm là một nghiệm là m một bằng trừ một m hai bằng trừ c đi a trừ c đi a là trừ của trừ hai chia a là bằng bằng hai tóm lại a và bắc này là cùng dấu lấy ngoài và là m sẽ lớn hơn nghiệm lớn m bé hơn nghiệm bé hoặc m lớn nghiệm lớn nè hoặc m bé nghiệm bé nghiệm lớn ở đây là máy đây nghiệm lớn là bạn trừ c chia a là trừ của trừ hai là hai lớn hai còn nghiệm bé là như đây nghiệm bé là trừ một vậy thì nó sẽ tương ứng với là khoảng là trừ vô cùng đến m đến một đến trừ một Đúng chưa? Nhỏ hơn trừ 1 là trừ vô cùng đến trừ 1. Hợp với mà lớn hơn 2 là từ 2 đến cộng vô cùng. Đáp án đúng sẽ là đáp án B. Câu 9 chọn B. Câu số 10. Tìm tất cả các giá trị của tham số để tâm thức fx bằng x bình phương cộng 2 nhân m trừ 1 nhân x, x cộng m bình trừ 7 cộng 4 không âm với mọi giá trị của x không âm nghĩa là lớn bằng không vậy thì chúng ta có gì đây x bình phương này cộng cho 2 nhân m trừ 1 nhân x cộng m bình phương trừ 3 m cộng 4 cho nó lớn bằng không với m x đúng chưa ở đây thì hệ số A là 1 rồi. Bắc này lớn bằng 0. Thì nó tương đương với delta phải của nó phải nhỏ hơn, nhỏ hơn bằng 0. Delta phải nhỏ hơn bằng 0. Mà delta phải là bằng B phải bình phương trừ AC. B phải là B chia 2 là còn M là trừ 1. Bình phương lên. Trừ A là 1. C là M bình phương trừ 3M cộng 4 nhỏ hơn hoặc bằng 0. Chúng ta sẽ đi thu gọn nó lại. Đây là m bình phương này. Chỗ này trừ m bình phương là hết rồi. Chỗ này là trừ 2m. Này là, cặm 3 mà. là cộng 3m là còn m. Đây cộng 1 bình là cộng cho 1. Chỗ này là trừ 4. Cộng 1 trừ 4 là bằng trừ 3. Cho nó nhỏ bằng không M trừ 3 nhỏ bằng 0 chuyển trừ 3 sang bên phải là M bé hơn hoặc bằng 3. Đáp án đúng là đáp án D. Câu 10 chọn D. Câu số 11. Nghiệm của phương trình căn bậc 2 của x bình phương trừ 7 x cộng 10 bằng x trừ 4. Đây là dạng căn bậc 2 của A bằng B. Căn bậc 2 của A bằng B này. Căn bậc 2 của A bằng B. Thì tương đương với B ở ngoài là B phải lớn hơn bằng 0. Còn bình phương hai vế thì mắc can, bên trái mắc can, bên phải là B bình phương. Vậy A bằng B bình phương. Được chưa? Rồi bây giờ thì chúng ta đi giải cái hệ này. Và là phương trình sẽ tương đương. Bên phải là B này, là x 4 x trừ 4 lớn bằng 0. Bình phương hai vế thì bên trái là mắc can là x bình phương trừ 7 x cộng 10. Bên phải là x trừ 4 tất cả bình phương. Bằng x trừ 4 tất cả bình phương nè. Vậy tương đương x trừ 4 lớn bằng 0 chuyển trừ 4 sang phải x lớn bằng 4. Còn chỗ này là x bình phương này trừ 8 x cộng 16. Thì trừ x bình phương, x bình phương là hết rồi. Và chúng ta còn gì đây? Còn bên trái là còn trừ 7x nè. Cộng cho 10. Bên phải là x bình phương mắc nè. Thì nó bằng là trừ 8x cộng cho 16. Tương đương x lớn bằng 4. Chúng ta chuyển trừ 8x sang bên trái thì trừ 7x cộng 8x là còn x. Chuyển 10 sang bên phải là 16 trừ cho, cho 10 là còn 6 x lớn bằng 4, x bằng 6 thỏa mãn điều kiện rồi. Do đó thì nghiệm của bác của phương trình này là, là x bằng 6. Do đó thì uh, x bằng 6 à x, x bằng 6 thuộc thuộc tập nào? Đúng rồi. Thuộc tập nào thì ở đây là đáp án A là không, không chứa số 6 rồi. Đáp án B là không chứa số 6. Đáp án C cũng không. Đáp án D. Thấy chưa? thuộc đoạn từ Nam đến 6. Cái bằng 6 thuộc đoạn từ Nam đến 6. Vậy thì uh, câu 11 chọn đáp án đề. Câu 12. Câu 12. Số giá trị nguyên của tham số M để phương trình k 1 2 của x bình phương trừ mx cộng 3 bằng k 1 2 của 2x 1 có hai nghiệm phân biệt là tìm số giá trị nguyên của mở để phương trình này có hai nghiệm phân biệt Thì đầu tiên cái đây là phương trình dạng can A và can B Thì lưu ý là thầy cho B lớn bằng 0, bình phương 2 vế Vậy là phương trình sẽ tương đương B lớn bằng 0 là 2X trừ 1 lớn bằng 0 bình phương hai vế mắc can là mx bình trừ cho mx cộng cho 3. Thì bạn 2x trừ 1 tương đương. 2x trừ 1 lớn bằng 0 chuyển trừ 1 sang phải là 2x lớn bằng 1 và x lớn hơn bằng 1 phần 2. Bây giờ thì thầy chuyển hết cái này Coi bên trái là x bình nè. Chuyển qua trái là được là chỗ này sẽ là trừ mấy, trừ hết thì đặt trừ ra ngoài ở trong là còn m cộng 2 tất cả nhân x 1 chuyển sang trái là cộng 1, 3 cộng 1 là cộng 4 bằng 0 ok chưa yeah. vậy thì cái phương trình đã cho này phương trình này, này có hai nghiệm phân biệt thì cái phương trình mới này sao phải có hai nghiệm phân biệt sao đấy lớn hơn hoạt bản 1 phần 2, đúng chưa đó. Để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt thì phương trình sau này phải có hai nghiệm phân biệt lớn hơn hoặc bằng 1 phần 2. Vậy là yêu cầu bài toán tương đương phương trình sau này có hai nghiệm phân biệt lớn hơn hoặc bằng 1 phần 2. Ok chưa? và thì tương đương tương đương ở đây thì b lẻ vậy delta nó phải lớn hơn không trước tiên delta phải lớn hơn không và thứ hai là chúng ta có là x mỗi hai là hai nghiệm của phương trình đó x mỗi hai là hai nghiệm của sau thì chúng ta có là x một này nó sẽ lớn hơn x 2 và nó lớn hơn bằng 1 phần 2 đúng chưa lớn bằng phần 2 mà rồi cái này tương đương xử lý cái này quan trọng nè Delta thì uh, Delta đâu? Delta đây. Delta là B bình phương trừ 4 lần AC. Vậy là B đây là M cộng 2 này. Bình phương lây. Trừ 4 lần AC là trừ 4 nhân 1 nhân cho 4 là trừ 16. Trừ 16 lớn hơn 0. Ok chưa? Lớn không 0. Chỗ này có gì đây? Chỗ này mình có là x 1 lớn hơn x2 lớn bằng 1 phần 2 thì sao thì nhân hai biết cho hai đi cho mắc số, cho mắc cái phần đi là 2x2 này lớn hơn 2x1 ở à, 2x1 lớn 2 x 2 2x1 lớn 2x2 lớn hơn bằng 1 rồi sau đây bây giờ xử lấy này nữa này Chỗ này là m cộng 2 bình phương lên trừ 16 Thầy chuyển qua bên phải Chỉ 16 qua phải là m cộng 2 Tất cả bình phương này Sẽ lớn hơn 16 là 4 bình Rồi 2 x 1 lớn hơn 1 Đây là 2 x 1 lớn hơn 1 nè Rồi 2 x 2 cũng lớn hơn 1 Đúng không Do đó thì 2 x 1 1 nè sẽ lớn hơn -12 vế đó. Lớn hơn 2 lần x2 cho 1 và lớn hơn bằng 0. Đúng không? Trừ cho -1 trừ cho 1 trừ cho 1. Sau đó chia với ông mình sẽ nhân lại này, đó nhân hai lại, 2x1 nhân 2x1 1 nhân 2x2 1. Điều 2, 2, 2, này giải được là a bình lớn b bình thì a lớn hơn b hoặc a nhỏ trừ -b. Vì A lớn B chúng ta có là M cộng 2 này lớn hơn 4. A nhỏ hơn trừ B thì M cộng 2 sẽ nhỏ hơn trừ 4. Đúng chưa? Và 2X trừ 1 và 2X trừ 2 đều lớn hơn bằng 0. Vậy nhân lại nó sẽ lớn gì? Lớn hơn bằng 0. Và thì có là 2X1 trừ 1 nhân cho 2X2 trừ 1 lớn bằng 0 chỗ giải nè m cộng 2 lớn 4 thì m lớn hơn 4 trừ 2 lần lớn hơn 2 m cộng 2 lớn hơn nhỏ hơn trừ 4 thì m nhỏ hơn trừ 6 rồi nhân lại nha nhân lại là 2x 2x1 nhân 2x2 là 4x1 x2 đồng ý chưa 2x1 nhân trừ 1 là trừ 2x1 rồi trừ 1 nhân với 2 x 2 thì trừ 2 x 2 thì đạt trừ 2 ra ngoài. Ở trong là còn x1 cộng x2. Ở ờ, trừ 1 nhân trừ 1 là cộng 1. Thì cái này nó sẽ lớn hơn hoặc bằng là 0. Vậy tương đương cái hệ là m hoặc là m lớn hơn 2 hoặc m bán trừ 6 này. Chỗ này chúng ta có x1 cộng x2 bằng trừ b chia a x1 cộng x2 bằng trừ b chia a, b đâu? b là trừ của m cộng 1 cộng 2 chia a là mắc dấu trừ đi, là còn m cộng 2 này. Còn x1 nhân x2 là c chia a. C là 4, chia a là 1 bằng 4, rồi thay vào. Nên là 4 nhân cho 4 này. Trừ cho 2 nhân cho tổng m1 x1 cộng x2 là bằng m cộng 2 thì nó cộng thêm 1 nữa nó sẽ lớn bằng 0 Để ghi lại nha m lớn 2 hoặc m bán trừ 6 chỗ này thu gọn nè đây là 16 nè thấy không 16 4 4 16 nè cái này trừ 2 nhân 2 là trừ 4 đây cộng 1

mà trừ 4 là cộng 13 đúng rồi trừ 2 nhân mà là trừ 2 mà ok chưa này lớn bằng 0 Vậy thì uh, sẽ tương đương nó dài á mà lớn 2 hoặc mà bán trừ 6 chuyển trừ 2 mà sang phải thì 2 mà nó bé hơn bằng 13 vậy mà sẽ bán bằng 13 phần phần 2 M bé hơn bằng 13 phần 2 Ok chưa? 13 phần 2 Kiểm tra thấy đúng chưa? 4 với bọn 2 đúng rồi Đúng là trừ 2 lần M cộng 2 ok 16, 16, 1, 17 trừ 4, ăn 3 17 trừ 4, đúng, không? đúng rồi. rồi gom này Nhờ Nó sẽ giao lại này M lớn hơn, hơn 2 với M à, Bé hơn à, bạn bằng 13 phần 2 13 phần 2 là khoảng 6 phẩy mấy á Vậy thì thỏa rồi Vậy là m lớn 2 bán bằng 13 phần 2 này Rồi Chỗ này là m nhỏ trừ 6 với m nhỏ bằng 3 phần 10 phần 2 Vậy lấy nhỏ nhất là sẽ là m nhỏ hơn trừ 6 Đúng chưa M nhỏ trừ 6 à, còn, còn có thiếu nữa không À Chúng ta còn thiếu một chỗ nữa là gì đây là tích lại thì lớn bằng không còn tổng này nữa tổng tổng nữa mới đúng thêm có tổng nữa tổng là sao đây tổng lại thì cũng lớn tổng là phải lớn hơn không bây giờ tổng là sẽ lớn hơn không tổng lại này, này là sẽ làm cái này thêm cái tổng nữa thì bổ sung thêm cái tổng à bổ sung thêm cái tổng nữa là gì đây tổng của nó là gì tổng của nó là 2 x1 trừ 1 nè cộng cho 2x2 trừ 1 này phải lớn hơn 0 nữa. Thì Thêm cái này nữa cho nó quy thỏa. Gạt 2 ra ngoài ở trong con x1 cộng x2 trừ 1 trừ 1 trừ 2 lớn hơn 0 này. Rồi tương đương. x1 cộng 2 thì bằng là m cộng 2. Vậy 2 nhân m cộng 2 này trừ cho 2 phải lớn hơn 0. Rồi chúng ta chia hai vết cho 2 đi. Là còn m cộng 2 này trừ 1 lớn hơn 0 vậy là m hai trừ một còn một vậy m còn một lớn không m lớn trừ một và chúng ta phải giao thêm m lớn trừ một nữa m lớn trừ một nữa Phải giao lại nha và cuối cùng giao lại này là m lớn hai hoặc m bé trừ sáu m lớn trừ một nè rồi m là bé hơn bạn mười ba phần hai đúng chưa đó như vậy đó giao lại nha chỗ này tiên cùng để ghi lại đúng không mà lớn hơn 2 mà bán trừ 6 này cái này là lớn chiều trừ, trừ 1 bán 13/2 thì giao chung lại là lớn hơn mà lớn trừ 1 bé hơn bàn 13/2 tiếp tục giao tiếp tục lần thứ hai nè mà lớn hai với mà lớn hơn trừ 1 thì thành là lớn nhất là mà lớn hơn 2 nhỏ hơn bàn là 13 phần 2 chỗ này giao lại với nhau thì được là mà lớn hơn trừ 1 bé hơn bé nhất bé nhất là bé hơn trừ 6 vậy thì chỗ này là sai bởi vì chạy em mà chạy từ trừ 1 đến trừ 6 là không có giá trị nào của mà đây này lọa lấy cái trai Vậy thì m của em á, là số nguyên mà lớn hơn 2 nhỏ hơn bằng 13/2. Vậy thì m của em phải lấy từ đâu? Lấy từ số 3 mà lớn hơn bằng 3. Nhỏ hơn bằng là 13,2. 13/2 là 6, phần mấy và lấy tới số 6. Vậy thì m thuộc những con số nào? Là 3, 4, 5, 6, 4 giá trị. Đúng chưa? 4 giá trị. Vậy có bốn giá trị giá trị ở đây đáp án đúng là đáp án A câu 12 chọn A được chưa câu 12 chọn A câu này hơi dài á tiếp theo câu 13 câu 13 là đường thẳng D có một vector chỉ phương là U tọa độ là 2 trừ trong các vector sau vector nào là vector pháp tuyến của đường thẳng d chúng ta nhớ dòng thầy này u á chỉ phương u là ab suy ra pháp tuyến vector phóp tuyến sẽ là một trên hai trường hợp này là b trừ a hoặc là trừ ba như nhau à b trừ a mà nhân cho trừ một á thì nó thành là trừ ba đúng chưa vậy thì đây là hai trừ một thì có thể đổi thành gì đây 1 2 hoặc là gì? Hoặc là trừ 1 trừ 2 như nhau. Do đó thì đáp án đúng ở đây là 1 2 nhân thêm cho 3 nữa đúng không? Nhân cho 3 nữa, có thể nhân bình thường thôi, thành là 3 6. Đáp án đi. Câu 13 chọn D, câu 14. Đường thẳng D có một vectơ pháp tuyến n tọa độ là 4 2 trong các vector sau vector nào là một vector chỉ phương cũng tương tự thôi nếu mình có vector hấp tuyến là n tọa độ là ab thì suy ra được là u có một trong hai trường hợp đầu tiên trường hợp một kiểu một rồi chưa cách thứ mấy nhất là sẽ là gì đây trừ ba cách thứ hai có thể là đổi thành là trừ ba là hay là b trừ a nó Trừ -a mà nhân cho trừ -1 thì nó thành gì? b trừ a như nhau hết. Yeah, chọn cái nào cũng được. Vậy 4 trừ 2 sẽ thành gì đây? 2 4 hoặc là trừ -2 trừ 4. Do đó thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án gì đây? Đáp án 2 4 là bằng 12. Rút gọn cho 2 đi. Chia cho 2. Thì nó còn là 1, 2. Ok chưa? Đáp án C. Câu 14 chọn C. Câu 15. Có bao nhiêu cặp đường thẳng song song trong các đường sau? Chúng ta nhớ cái thầy này. Thì có hai đường thẳng. D1 đây, là bằng A1X cộng B1. Đường D2 là y bằng A2X cộng B2. D1 mà song song với D2 khi nào? Khi A1 bằng A2 và B1 khác B2. Và em kiểm tra đi. Đầu tiên chúng ta A1 bằng A2 trước. Chỗ này là 1 trừ 1 phần ngang 2. Trừ 1 phần 2 chính là trục can là thành trừ 2 chia 2 á. Và em thấy này là A1 nè Đây là A2 bằng nhau chưa? Và điều kiện thứ hai là B1 khác B2 đây là B1 bằng trừ 2, B2 cũng bằng trừ 2. Vậy đường D1 này nó sẽ trùng với đường D4. Bởi vì nếu A1 bằng A2, B1 bằng B2 thì hai đường nó trùng nhau, nhớ chưa? Trùng nhau. Rồi kiểm tra tiếp tục nè. Hai cái đường D2 với D3. D2 với D3 thì A1 nó đâu có bạn A2 đâu. A1 bằng trừ 1 2, A2 1 2 không bằng nhau đâu Và D2 với D3 là không. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ kiểm tra tiếp tục là d1 với d2, d2 với d3 là không được nha, d1 với d2 là cũng không được luôn bởi vì hai cái hệ số số góc này khác nhau rồi, rồi d1 với d3 cũng không, rồi, hết rồi. thấy rồi, nha, vậy thì không có hai đường thẳng là song song với nhau, do đó câu 15 chọn đáp án D, câu 16. Phương trình câu 16 là phương trình chính tác của elip có độ dài trục lớn, trục lớn là 2a đó, trục nhỏ là 2b. Thì à, giả sử mình có phương trình chính tác của elip là x bình chia a bình cộng y bình chia b bình bằng 1 nè. chưa? Vậy thì ở đây mình có là 2a bằng mấy? Bằng bằng 8. 8. Thì tương đương với a bằng 4. Còn trục nhỏ là 2b là bằng 6 và B bằng 6 chia 2 là 3 và tới đây thì chúng ta có ngay e lớp sẽ là gì x bình chia A bình là 4 bình là 16 cộng y bình chia cho B bình là y bình chia 9 bằng 1 vậy thì câu 16 chọn đáp án là đáp án D câu 17 phương trình chính tác của hyperbole có một tiêu điểm là 50 và độ dài trục thật là bằng 8. Tiêu điểm là F á. F tọa độ là 50, Ok chưa? Và thì à, giả sử phương trình chính tác elip có dạng là x bình chia a bình trừ y bình chia b bình bằng 1. Ở đây dấu cộng là sai, đó bằng C loạn ngay từ đầu. Còn 3 đáp án A, B, uh, D. Xác suất chúng ta còn là 33,33%. ,33%. Và ở đây thì lưu ý là điều kiện đây là A phải lớn hơn 0. B lớn hơn 0 nha. Tiêu điểm của nó là F là 5 0. Đúng không? Mà ở đây thì uh, F chính là C này. Đúng không? C 0 này. Mà suy ra đi. Tiêu điểm là 5 0 này suy ra c bằng 5 đúng không c bằng 5 độ dài trục thật nghĩa là 2 a đó trục thật là 2 a này 2 a bằng mấy bằng 8 thì a bằng 8 chia 2 bằng 4 a bằng 4 a bằng 4 tới đây là được một cái ẩn là đây rồi đó, đúng không a bằng 4 thì a bình bằng 16 rồi tìm b nữa là sao tới đây chúng ta vận dụng công thức là gì B bình phương thì bạn A bình phương trừ C bình phương. Nhớ chưa? B bình phương thì bạn A bình phương trừ C bình phương. A đây là mấy? A là 4 bình phương này là 4 bình. Trừ cho C bình phương là 5 bình. Chúng ta nhớ này, elip á thì mình nhớ là gì? A bình bằng B bình cộng C bình. Nhớ chưa? À, cái này không phải. Cái này là b bình a bình, bình à chúng rồi B bình bằng anh là c bình c bình c bình c bình trừ a bình, được chưa? Alep là cái này. Còn cái đó để lại nhớ là c bình bằng a bình cộng b bình, nhớ chưa? Ngược lại nghe chưa? Đó. hơi khó, khó nhớ được chưa? Cố gắng nhớ đi. C bình này là 5 bình trừ cho 4 bình. Này. 5 bình là 25, 4 bình là 16, 25 trừ 16 bằng 9. B bình bằng 9 tới đây là xong rồi. Vậy e lép của mình sẽ là gì? X bình phần A bình, A bình là 4 bình là 16. Trừ 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 cho Y bình phần B bình là bằng 9 bằng 1. 1 yeah. nha. Do đó thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án A câu 17 chọn A. Tiếp theo là câu 18. Câu 18 là phương trình chính tác của parabol có tiêu điểm là F tọa độ là 5 0. Thì chúng ta nhớ là phương trình chính tác của parabol là có dạng là y bình bằng 2bx trong đó b lớn hơn 0. Và tiêu điểm này tiêu điểm của nó sẽ là gì? F tọa độ là b chia 2 không nhớ chưa? Phải nhớ mới làm được bài. Và ở đây lưu ý là b phần 0 nha. Ở đây tiêu điểm nó là 50, nghĩa là b phần 2 thì b phần 2 bằng 5. Vậy thì b bằng 5 nhân 2 là b bằng 10. B bằng 10 thì mình thay vô đây, thay vào cái parabol này, à, thay vào cái parabol thì mình có là y bình sẽ bằng là 2 nhân trong trong 10 nhân x là bằng 20x. Vậy thì câu 18 chọn đáp án là ồ cái này thì làm thiếu rồi. Thiếu cái bình nữa nha, thiếu bình thiếu bình. Xin lỗi. Thiếu bình thiếu bình này. Và câu 18 chọn đáp án là A. 18 chọn A. 18 chọn A ok chưa? Yeah. Câu 19. Hai đường thẳng D1 và d2 khác nhau khi bị thức khi D1 và D2 khác nhau khi nào đây. Chúng ta phải nhớ cái dạng nó này, này, D1 là a1x b1y c1. Rồi D2 là a2x b2y c2 d1 mà cắt d2 khi và chỉ khi a1 chia a2 khác khác gì? Khác b1 chia b2 phải tương đương a1 ở đây là m a2 ở đây là 1 còn b1 ở đây là trước y là 1 b2 trước y là m phải là M phần 1 khắp 1 phần M nhân chéo lên được là M bình phương. Nhân chéo được là 1. Vậy M bình khắp 1. M bình bằng 1 thì 1 là 1 bình phương. Vậy M bình bằng 1 bình là M bằng cộng trừ 1. Vậy M bình khắp 1 là do đó là M khắp cộng trừ 1. Vậy thì câu số 19 chọn đáp án là C. Câu 20. Tính góc tạo bởi giữa hai đường thẳng D1 và D2. Hai đường thẳng này có dạng tổng quát Do đó thì mình đi cần tìm vectơ phát tuyến nó là n1 này Ứng với đường thẳng d1. Là bằng trước x là 2, trước y là trừ -1, vậy tọa độ là 2 trừ -1. Còn n2 là ứng với vectơ phát tuyến đường thẳng d2 là trước x là 1, trước y là trừ -3. Vậy góc giữa hai đường thẳng là cos tính cos được cho. Cosin góc giữa d1 d2 là bạn tích vô hướng chia tích mô đun và n1 vector này beta hữu tuyến n1 nhân beta hữu tuyến n2 đây chính là tích vô hướng nhớ là tuyệt đối chia tích mô đun nghĩa là n1 mô đun lên và beta tao tuyến n2 mô đun lên rồi hai beta pháp tuyến nhân nhau nghĩa là tích vô hướng thì lấy hoành nhân hoành tích vô hướng thì bạn hoành nhân hoành cộng tông nhân tông hoành nhân hoành là hai nhân một bằng hai này cộng tông nhân tông là trừ một nhân trừ ba là cộng cho ba tuyệt đối của anh cái này chính là bạn gì bằng 5 thôi Can này. Căn bậc hai cái này là hai bình cộng cho trừ 1 thì có bình là căn bậc hai của 5. Chỗ này là căn bậc hai của 1 bình cộng trừ 3 thì có bình là bằng căn bậc hai của 10. 12 2 cộng 3 là bằng 5 nè. Chỗ này là cao 2 của 10 là cao 2 của 50. 50 là bằng 25 nhân cho 2 và là 5 căn 2. Vậy rút gọn cho 5 thì bằng 1 phần căn 2 sau đó bấm ship cút nhấn vào bấm ship cút của một phần căn 2 thầy thuộc lòng rồi thầy thuộc rồi thì nó sẽ ra được là sin 4 cút 4 nửa phần căn hai thầy thuộc là sin 4 cút 4 nửa phần căn 2 và cái đây chính là căn hai chia hai này đó nửa phần căn hai này sin 4 nghĩa là sin 45 độ thấy chưa góc này chính là góc này 45 độ còn không thì bấm máy tính thôi đơn giản mà đây này. Đây. Ta nhắn là xếp cốt của một phần canh 2 ra là 45 độ. Ok chưa? Vậy thì câu 20 chọn án B. Câu 21. Trong hệ trục tọa độ OXA cho điểm A tọa độ là 1,1 và đường thẳng D có phương trình là 3X cộng 4A trừ 2 bằng 0. Đường tròn tâm A tiếp xúc với đường thẳng D có phương trình là đường tròn tâm A tiếp xúc với đường thẳng d thì phải nha đây là đường tròn này đường tròn c đi tâm A đây tiếp xúc với d đúng không tiếp xúc với đề đúng không tiếp xúc với d thì đây đây là d này tiếp xúc với d thì khoảng cách từ tâm A đến đường thẳng d là bằng r đúng chưa đúng chưa nào rồi bây giờ yêu cầu làm gì yêu cầu mình là viết phương trình đường tròn thì chúng ta phải cần tìm tâm và bán kính tâm có rồi Ở đường tròn c này có tâm rồi tâm y là mấy đây một một tìm bán kính nữa là xong thì em thấy là đường tròn c là tiếp xúc với đường thẳng d cho đó khoảng cách từ tâm y đến đến đường thẳng d bạn em là bạn ra thôi R chính là khoảng cách từ tâm Y đến đường thẳng D. Mà khoảng cách từ tâm Y đến đường thẳng D sẽ bằng gì? Trị tuyệt đối chia căn bậc 2. Đây là công thức tính tính thôi. Mình thay điểm Y vào đây, vô đường thẳng này. X thay bằng 1, Y thay bằng 1 là 3 x 1 là 3 này. 4 nhân 1 là 4, cạnh cho 4, trừ cho 2. Căn bậc 2 của A bình cạnh 1 bình là 3 bình cạnh 4 bình là căn bậc 2 của 25. 3 cạn 4 là 7, 7 chia 2 bằng 5. Trị tuyệt đối của 5 là 5 a bằng 2 25 là bằng 5 luôn. bằng 1, ra bằng 1, có bấm kính rồi. Và đường tròn C sẽ là x trừ đi hoành độ tâm là trừ cho 1 bình phương lên cộng cho y trừ tung độ tâm là y trừ 1 bình phương lên bằng r bình phương. r bình phương là 1 bình phương, 1 bình phương chính là bằng 1. Vậy thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án C, 21 chọn C. Tiếp theo là câu 22 đề này nó rất là dài luôn. Câu 22. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ OXA cho đường tròn C có phương trình là x bình phương cộng y bình phương trừ 2x trừ 4y cộng 3 bằng 0. Viết phương trình tiếp tuyến D của đường tròn C biết tiếp tuyến sau tiếp tuyến đó song song với đường thẳng delta 3x cộng 4y cộng 1 bằng 0. Người ta yêu cầu mình viết phương trình tiếp tuyến. Đúng không? phương tiếp tuyến của đường thẳng uh, d, à, tiếp tuyến của đường uh, thẳng d với đường tròn này, đây này, đường tròn này, đường tròn c, tâm y đi, tiếp tuyến là tiếp xúc đó. tiếp xúc với d thì khoảng cách từ tâm y đến đường thẳng d là R đây chính là R này. Đây, trước tiên ta có này, cái đường thẳng d này nó song song với ai? delta này. D song song với delta. Suy ra D có dẫn đi D sẽ có dẫn. Dẫn gì đây. Song song và vector có tiến bằng nhau, do đó thì nó giống nhau có phần trước này, phần 7 cộng 7 cộng 4 y này. Có dạng là 3x cộng số 4 y cộng cho C bằng 0. Vậy C này bắt khác 1. Chứ nếu mà C bằng 1 thì nó trùng nhau rồi, đúng không? C với khác mẫu nếu C và mẫu trùng nhau trùng trao là không còn song song nữa Rồi bây giờ tiếp tục này cái đường tròn của mình đó có gì đây tâm y là gì tâm y chúng ta lấy trước x chia cho trừ 2 trừ 2 chia trừ 2 được 1 trước y chia trừ 2 là trừ 4 chia trừ 2 là còn 2 tâm tọa độ là 1 2 bán kính R thì bạn kéo bằng 2A bình phương cộng B bình phương trừ cho C. Ok chưa? À đây chúng ta lấy một bình phương đi. B là mấy? Là 2 bình phương, trừ C là trừ cho cho 3. 2 bình phương là 4, 1 bình phương là 5, cộng 1 là 5 chưa? 2 bình phương cộng 1 cộng 1 bình phương là 5, 5 3 còn 2 bằng căn 2. Đáp ra bằng căn 2. Ok chưa? Vậy thì à C mà tiếp xúc với ai? tiếp xúc với d khi nào? khi và chỉ khi là khoảng cách từ tâm y đến cái đường thẳng d này nó có bằng r đúng chưa khoảng cách từ tâm y đến đường thẳng d bằng r và thì tương đương thì tuyệt đối khoảng cách là tuyệt đối chi càng nhớ như vậy cho nhanh r mới là căn hai tâm y thì tọa độ là một hai thay vào đây là ba nhân một là ba này 4 nhân 2 là 8, 3 với 8 là 11, vậy là 11 cộng cho C. Kèo bằng 2 của 3 bình cộng 4 bình là 25, kèo bằng 2 của 25 nè. Vậy tương đương. Tuyệt đấu của C cộng 11, nhân chéo lên là kèo bằng 2 25 là 5 nè, vậy là 5 căn 2, đúng không? 5 căn 2, bằng 5 căn 2. Vậy thì tuyệt đối của A bằng B thì A bằng B hoặc A bằng trừ B ta có được hai trường hợp đó là C cộng 11 bằng 5 căn 2 hoặc C cộng 11 bằng trừ 5 căn bậc, căn bậc 2 của 2 phải chuyển hết so chuyển 11 xong bên phải được là C bằng 5 căn 2 trừ cho 11 còn ở dưới thì chuyển 11 xong bên phải được là C bằng trừ 5 căn 2 trừ 11 Vậy thì em thay cái C này vào đâu? Vào chỗ này, đúng chưa? Lần lượt thay hai cái C vào chỗ này, thì nó có đáp án sẽ là 3x cộng 4y cộng cho 5 căn 2 1 11 bằng 0. Và phương trình thứ hai là 3x cộng 4y trừ cho 5 căn 2 trường 1 Vậy đoán đúng là sẽ là gì đấy? Đoán đúng sẽ là gì? Đoán đúng sẽ là đáp án thấy này, đoán gì đây? Đoán B đúng không? Đoán B rồi. Không 22 chọn B thôi. Rồi, ok chưa? Tiếp theo câu 23 câu 23. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số y bằng k 2 của 2x ra trừ x cộng 3m cộng 2 cộng cho x cộng 1 chia cho x cộng 2m trừ 4 xác định trên khoảng là trừ vô cùng đến trừ 2. Thì cái hồng số xác định khi nào? Các em 2 thì trong can không âm, còn những cái nào mà có mẫu thì mẫu khác không thế thôi. Và chúng ta ghi là hàm số xác định khi và chỉ khi. Hai điều sau, thứ nhất là trừ 2x này cộng cho 3m cộng 2 này phải lớn bằng 0. Và thứ hai là x x à, cộng cho 2m 4 này mà khác không. Rồi giải đi Chỗ này mình sẽ giải được là gì Thầy chuyển trừ 2x sang bên phải Vậy thì 2x nó sẽ nhỏ hơn bàn là 3m cộng 2 Và x nó sẽ nhỏ hơn bàn là 3m cộng 2 đêm chia cho 2 Chỗ này là x sẽ khác gì đây Khác chuyển hết qua phải đi là khác được Khác là 4 trừ 2m Đúng chưa? Khác 4 trừ 2m Vậy thì cái hàm số của mình đó, nó xác định trên cái khoảng là trừ vô cùng đến trừ 2 Đúng không Thì sao Thì Thì sau đây Thì cái chỗ này nè Chỗ mà 3m cộng 2 chia 2 này, Nó không phải lớn mấy Nó sẽ Có nghĩa là khoảng này nè khoảng trừ vô cùng đến trừ 2 Nó phải con của cái này Đúng không Con của khoảng là 3... 3m 3 cộng 2 chia 2 Đến cộng vô cùng Nửa khoảng đó. Nửa khoảng nên này, nửa khoảng này chính là trừ vô cùng đến là 3m cộng 2 chia 2. Ok chưa? Và thứ hai là 4, trừ, trừ 2m nó phải không thuộc cái khoảng là trừ vô cùng đến đến trừ 2. Rồi, Và yêu cầu bài toán tương đương này. Thứ nhất là chúng ta có là trừ vô, khoảng trừ vô cùng, trừ hai là là con của cái này con của cái này thì chứng tỏ là gì đây là trừ hai này nó sẽ nhỏ hơn bạn cái này chúng ta có thể vẽ ra vẽ được mà đây này thì vẽ cho xem này chỗ này vẽ cho dễ hiểu này chứ không khó hiểu lắm này mình có cái khoảng của mình đó, là gì đây nửa khoảng của mình là gì đây là trừ vô cùng này đến chỗ này là 3m cộng 2 chia 2 này. Đúng chưa? Phần này bỏ. Mà Các khoảng trừ vô cùng đến đến trừ 2 là con của khoảng này thì nằm như này này. Chỗ này chính là trừ vô cùng đến trừ 2 chỗ này. Đúng chưa? Đó, xóa đi. Vậy thì trừ 2 sau đây nó phải bé hơn gì? Bé hơn 3m cộng 2 chia 2. Mà chỗ này là tròn thấy chưa? tròn là con của ai tròn là con của vuông rồi cho nó thêm cho bạn thôi nhớ chưa tròn là con của vuông tròn là con của vuông vậy thì chỗ này sẽ là trừ 2, nó sẽ nhỏ hơn bàn 3 m cộng 2 đem chia cho 2 và thứ hai là 4 trừ cho 2 m nó không thuộc Khoảng là trừ vô cùng đến trừ 2 Vậy tương đương Chỗ này thì em thấy mẫu là dương rồi Bắt quân trình mẫu dương thì nhân chéo bình thường Còn mẫu âm thì nhân chéo đổi dấu Còn mẫu là có mà dính thầm số thì không biết Phải kiểm tra Vậy này tương đương với 3 mà Cộng 2 này Nó sẽ lớn hơn nhân chéo lên được là trừ 4 Lớn, lớn bằng trừ 4 Ok chưa câu chỗ này xử lý chỗ này chỗ này là câu này nó hơi khó nha yeah. cẩn thận là khó đây cái khoản của mình đó là trừ vô cùng đấy trừ hai cái số này nó không đó lớn bằng hai là bỏ và ở đây thì 4 trừ hai m không thuộc khoảng này có nghĩa là không thuộc cái này này thì thuộc đâu nào này đúng không vô đây này 4 2 mà nó vào đây vậy thì 4 2 mà nó sao đây nó phải sao nó phải lớn hơn bàn trừ 2 đúng chưa đó thì nó không thuộc vậy thì 4 2 mà lớn hơn hoặc bạn trừ 2 ok chưa vậy tương đương cho này tiếp giải này 3 mà cộng 2 lớn bằng 4 bằng trừ 2 sang phải là -6. 3m lớn bằng -6m lớn bằng là là -2. Còn dưới này chúng ta chuyển -2m sang bên phải thì mình có là lớn bằng 2m này, đúng chưa? Chuyển từ -2 sang bên trái là 4 căn 2 là 6. Vậy 2m nhỏ bằng 6 mà nhỏ bằng 3. Vậy chỗ này là m sẽ bằng bằng 3. Và chúng ta gom lại được là gì đây? M lớn bằng trừ 2. Giao lại đó là M sẽ lớn bằng trừ 2 này. Nhỏ bằng 3. Nó chính là đoạn từ trừ 2 đến 3. Nó chính là đoạn như đây. Đoạn từ trừ 2 đến 3. Đó, đoạn từ trừ 2 đến 3 này. Vậy thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án là C, 23 chọn C. Rồi tiếp theo câu 24. câu 24. Biết hàm số bậc 2 y bằng ái bình phương cộng với cộng c có độ thị là một parabol đi qua điểm A tọa độ 1 trừ 0 à, trừ 1 0 và có đỉnh là tọa độ là 1 2. Tính A cộng B cộng C thì muốn tính được A cộng B cộng C thì phải tìm được A tìm được B tìm được C thôi đó đó là lẽ đương nhiên rồi đúng không? Và trước tiên thầy sẽ lưu ý nè. Quanh đầu đỉnh ở đây là trừ B chia 2A Trừ B chia 2A Mình cho nó bằng máy này Bằng 1 Và thứ hai chúng ta sẽ thay cái tọa độ này vào cái parabol này Chỗ nào có x thay bằng 1, y thay bằng 2 X thay bằng 1 là 1 bình này 1 bình nhân A chính là A Cộng cho B nhân 1 là B Cộng cho C này Còn y thay bằng 2 thì cho nó bằng 2 thôi Điểm A tọa độ là trừ 1, 0 thuộc parabol Vậy thay vào đâu x thay bằng trừ 1 là trừ 1 bình phương là 1 nhân cho a là là a cộng b nhân trừ 1 là trừ b cộng cho c và y bằng 0 rồi cho bằng 0 chúng ta sẽ biến đổi cái này một tí để bấm máy tính cho anh dễ nè trừ b phần 2a bằng 1 thì b bằng trừ b bằng 2a vậy là 2a cộng b sẽ bằng 0 cái này bấm máy thôi a bằng b bằng c bằng rồi bấm menu máy nằm tấm 10 thì bấm menu chín một ba ấn ấn số 3 phương trình thứ nhất là nhập là a bằng hai này hai bàn này một bàn này không bàn này không bàn phương trình số 2 là nhắn là một bàn một bàn một bàn hai bàn phương trình số 3 là nhắn một bàn trừ một bàn một bàn không bàn nó ra là trừ một phần hai này là A đó A trừ 1 phần 2 B là 1 C là 3 phần 2 Vậy là A bằng trừ 1 phần 2 B bằng 1 C bằng 3 phần 2 Vậy sau đó mình thay cái này vào water pool thôi Y sẽ bằng là Trừ 1 phần 2 x bình phương Cộng B là cộng cho 1 1 nhân x chính là x cộng cho C là cộng cho 3 phần 2. Đây chính là parabol Đây chính là à cái này đâu cần đâu. Người ta yêu cầu làm gì? Không cần thiết là chưa? Không cần. Yêu cầu là lấy a cộng b cộng c thôi. Vậy là a cộng b cộng c bằng Trừ 1 phần 2 cộng 1 cộng 3 phần 2. Trừ 1 phần 2 này. Cộng cho 1 cộng cho 3 phần 2. Nó ra bằng 2. A cộng B cộng C bằng 2 và thì đáp án đúng là đáp án C 24 chọn C Tiếp theo câu 25 Cho hàm số Y bằng AX bình phương cộng B Y cộng C có đồ thị như hình vẽ dưới đây Hỏi mạnh đề nào đúng Ở đây thì em thấy cái đồ thị này nó có nét cuối đi xuống này thấy không? Vẽ lây vẽ xuống này Hay nói khác thì Parabol uh, này nó có đủ bề lõm là quay xuống dưới hay là nét cuối quay xuống dưới nét cuối là đi xuống giờ yeah, nét cuối đi xuống này hay là bề lõm quay xuống dưới thì chứng tỏ là a nó sẽ bán không a bán không thì loại được đó không đi đúng chưa rồi tiếp theo là parabol này nó nó sau đây nó khác trục tung tại điểm là cho nên là thấy theo điểm này thấy chưa điểm này dưới trục hoành chưa và chứng tỏ là c là là âm rồi c là âm Điểm này tọa độ là 0C Thì x bằng 0 thay vào đây này Là 0 0 Cộng C đúng không Cái điểm này này Điểm này điểm A này Điểm A tọa độ là 0C Thì em thay vào này A bằng 0 A nhân cho y bằng C y bằng C y bằng C X X là 0 đúng không Bài bằng 0 Ở đây bằng 0 phải C bằng 0 chưa C bằng 0 À Ồ oh bằng c đó y bằng c trong x bằng không là y bằng c x bằng không c là y bằng c được chưa y bằng c c là dưới thập hoàn là c nó âm rồi nó tóm lại là c âm cho nên là, là c âm đó c âm thì c dương là loại này đón b loại này rồi vẫn còn hai đáp án nữa chúng ta cần kiểm tra b nữa kiểm tra b nữa mới được mấy câu này thì thường có em không cẩn thận sẽ làm không được bởi vì không nắm được kiến thức của nó có đặc, đặc trưng của parabol thì sẽ khó khó làm được tiếp tục này thấy cái parabol này nó nó có trục đối xứng nằm bên phải trục tung đúng không đây này trục đối xứng này trục đối xứng này đúng không trục đối xứng nằm phải trục tung có nghĩa là sao trục đối xứng của nó là x bằng trừ b phần 2a này có nghĩa là này lớn hơn không hoành nó phải dương rồi đúng không hoành dương chắc cú rồi Mày đây mà a của mình là âm vậy trừ b phần a để nó dương thì nó sẽ là gì đây a âm đầu thì b nó phải gì b nó phải là dương thôi đúng không đó là đương nhiên rồi mà tóm lại là a âm b dương và c âm phải đáp án đúng là đáp án a 25 chọn A. Rồi câu 26. Cho parabol có phương trình y và x bình phương cộng x trừ 5 và đường thẳng d có phương trình là y bằng 2m x cộng 2 trừ 3m. Tìm tất cả các giá trị của m để b các d tại hai điểm phân biệt nằm về phía bên phải trục tung. Giống như vậy này đúng không? Bên phải trục tung thấy chưa? đi cho như vậy này. Đó, thì bây giờ chúng ta trước tiên chúng ta sẽ lập phương trình hoành độ giao điểm của parabol và đường. Phương trình hoành độ giao điểm của parabol và đường thẳng d là gì đây? Hoành độ cho hoành bằng nhau thôi, đơn giản chưa? x bình phương cộng 2x trừ 5 sẽ bằng là 2mx 2 trừ cho 3m. Chúng ta chuyển hết sang bên trái đi x bình phương này chuyển sang trái thì là, là 2 x trừ 2 m x thì sẽ đẹp là 2 ra ngoài ở trong là còn lại là 2, -2. À, một trừ cho 2 1 trừ m 1 trừ m xin lỗi 1 trừ m tất cả nhân x và chuyển trừ 3 m x phải là cộng 3 m này 2 chuyển sang trái à, trừ 3 m chuyển sang trái là cộng 3 m 2 chuyển sang trái là trừ, trừ 5 trừ 2 là trừ 7 bằng 0 ok chưa rồi Vậy thì à, yêu cầu bài toán á tương đương gì đây? Tương đương với là gì? Tương đương là phương trình sau có hai nghiệm dương phân biệt, đúng không? Hai nghiệm dương chưa? X1 này, X2 dương chưa? đúng không? Đó. Phải yêu cầu bài toán cho nó nhanh. Đây trình sau đi. Phương trình sau có hai nghiệm dương phân biệt nhá, là dương phân biệt nè. Thì tương đương như đây dương phong biệt thì sau delta phải lớn hơn không x lớn hơn không b lớn hơn không x là gì tổng hai nghiệm b là tích hai nghiệm rồi thay vào ở à đây thì b chẳng người ta phải đi nên ta phải là b phải bình phương trừ ac b phải là b chia hai này chia hai là còn một trừ m bình phương lên trừ ac là trừ cho một nhân với 3 m trừ trừ bảy trừ đi của 3M trừ 7 cho lớn hơn 0. X là tổng hai nghiệm x1 cộng x2 bằng trừ b chia a, trừ b chia a sẽ thành là chỗ này thì lưu ý này. x1 cộng x2 đó bằng trừ b chia a thêm trừ trước này. Ở trong này là 2. một oh, xin lỗi trừ 2 đây, nhân cho 1 trừ m. Nhân vô là phải là trừ 2 cộng 2m không? Và nó bằng 2m 2 cho nó nhanh. Vậy 2m 2 lớn hơn 0 này tích hai nghiệm là phê đó x1 nhân 2 bằng c chia a x1 nhân x2 bằng c chia a c chia a đâu đây là 3m trừ 7 chia 1 chính là 3m trừ 7 vậy là 3m trừ 7 phải lớn hơn 0 đúng chưa rồi chúng ta giải này Phải anh đúng chưa trừ b chia a này đúng không trừ b chia a trừ này trừ đúng không trừ này đỡ thành là hai m trừ hai đúng không rồi cái này là khai triển ra khai triển ra sẽ đây là mà bình phương này mà bình phương chỗ này sẽ từ hai mà này cộng 3 mà làs à, 2 mà tr- 3 mà trừ 5 mà mà bình phương trừ 5 mà nên là cộng 1 này cộng 7 là cộng 8 này lớn không và chỗ này là 2m tr- 2 mà lớn không thì mà lớn hơn máy này lớn hơn 2/2 lớn hơn 1 3 m 7 3m 7 mà lớn hơn 0 thì 3m lớn 7 mà lớn 7 phần 3. Đúng chưa? Còn bắt này chúng ta phải kiểm tra thêm như thế nào đây? Bấm máy tính đi, bấm máy tính luôn. Bấm menu A. Ấn số 2 và bắt lớn hơn 0 nhấn số 1 thì số A là nhấn 1 bàn, B là nhấn trừ nam bàn, C là nhấn 8 bàn. Tất cả các cái tất cả số thật nghĩa là nó đúng với mọi mọi m rồi đúng chưa luôn lớn không với mọi m vậy thì m lớn một m lớn ba hai cái cùng lớn lấy cái lớn nhất đúng không hai cái cùng lớn lấy lớn nhất là lớn 7 phần 3 phần m lớn 7 phần 3 là đáp số cho đó thì câu 26 chọn đáp án c rồi tiếp theo câu 27 Câu 27 Bắt phương trình m trừ 1 nhân x bình phương cộng trừ cho 2 nhân m trừ 1 nhân x cộng m cộng 3 lớn bằng 0 với mỗi x thuộc R khi bị chỉ khi. Thì à, ở đây là chúng ta nhớ là fx bằng a x bình phương cộng bí cộng c á, mà lớn hơn bằng 0 á, thì a là cùng dấu bắt do đó thì a lớn hơn 0 và delta là hoặc delta phải là bán bằng 0. Vậy là yêu EU cầu bài toán sẽ tương đương thứ nhất là em m trừ một này phải lớn hơn không và thứ hai là delta phải này đây là a này nha a bằng m trừ một lớn không này delta phải bằng b phải bình phương chia cho hai đi là còn trừ một bình phương lên trừ ac là trừ cho m trừ một nhân cho m cộng ba cái này buộc phải bán bằng không rồi giải thôi M trừ 1 lớn 0 chuyển trừ 1 sang phải là M lớn hơn 1. Chỗ này khai triển ra. Đây là M bình phương chưa? Cái này nhân vào phải được là M nhân M là M bình phương. Chỗ trừ trước thành trừ M bình phương là hết chưa? Cái này trừ 2M này. Trừ 2M. Cái này là M nhân với 3 ba là 3M ba này. Đúng không? Rồi là trừ 1 nhân M là trừ M. Và thêm trừ trước nữa. Là thành mấy đây? 3M trừ M là còn 2M. Hai 2M hai thêm trừ là trừ 2M. Vậy trừ 3 trừ 2 màu với trừ 2 màu là trừ 4 mà, đúng không? Trừ 4 màu. Trừ 4 màu, phải không? À cái này chúng ta từ từ từ. Khoan khoan. Cái này chúng ta phải chia hai trường hợp. Do hệ số A là có tham số, đúng không? Chia hai trường hợp. Rồi. Đây đây đây, đây. Vậy thì à bài toán này có hai trường hợp trượt một trượt một là xét a bằng không a bằng không là tương đương với m bằng một đúng không m một thì mình mới thay cái này vào đâu thay vào trong bắc này chỗ này bằng không chưa không chưa là được là m cộng ba này lớn bằng không đúng chưa m cộng ba lớn bằng không rồi giải cái này thôi tương đương là m lớn mấy này m lớn bằng trừ ba m lớn bằng trừ ba với chỗ này là nhóm là hai cái này sát sát cùng với nhau này m bằng một m lớn bằng trừ ba thì m một lấy không lấy đúng không chưa Phải suy ra trường hợp này là lấy m bằng một ok chưa m bằng mẫu. còn trường hợp hai là a khắc không nghĩa là m trừ một khắc không là m khắc màu thì à, bác phương trình nó sẽ tương đương vậy đây A lớn 0 nghĩa là M 1 lớn 0 Và đây thì biết rồi Đây anh ta phải này. Bạn B phải bình phương là M 1 Tất cả bình phương trừ AC là trừ cho M 1 nhân cho M cộng 3 này phải bán bằng 0 Được này. Rồi cái này chúng ta giải ra M lớn 1 chỗ này là M bình phương này là trừ mà phương thấy rồi chỗ này là có trừ 2m này chỗ này nhân vào được là 3m đây trừ mà là còn 2m đúng không thêm trừ là trừ 2m tóm lại trừ 4m trừ 4m này còn hệ số này là cộng 1 nên là trừ 1 nhân 3 là trừ 3 trừ 3 đổi giá thành cộng 3 cộng 3 cộng 1 là cộng 4 này là bán bằng 0 Vậy mà lớn 1 và vậy đây chỗ này chuyển trừ của màu sang phải đi chuyển trừ của màu sang phải đi là bốn màu nó sẽ lớn bằng 4. vậy mà nó lớn bằng một đúng chưa mà lớn một vậy thì mà lớn bằng lớn một và mà lớn bằng một chọn cái đây chọn gì chọn là mà lớn một thôi chọn lớn nhất đúng chưa mà lớn một với kết hợp với mà bằng một nữa đáp số cùng là sẽ là gì đây một này đây là 2 này. Từ 1 2 suy ra M select bằng 1. Vậy thì mà lớn ngồi thuộc đoạn từ máy thuộc khoảng máy. Thuộc khoảng từ thuộc nửa khoảng này chưa, nửa khoảng từ đâu? một đến cộng vô cùng. Vậy câu 27 chọn A. Câu này dễ bị sai nha. Cẩn thận không sai. Tiếp theo câu 28. Đây cũng là một câu uh, hơi khó. Câu 28 nè. Có bao nhiêu số nguyên m thuộc đoạn từ trừ 10 đến 10 để bắt phương trình x bình phương trừ cho tổng của m cộng 2 nhân x cộng 3 m trừ 1 bán bằng 0. Nghiệm đúng, nghiệm đúng với mọi x thuộc đoạn từ 0 đến 2. Được chưa? Nghiệm đúng với mọi x thuộc đoạn từ 0 đến 2. Rồi sau đây. bây giờ này chúng ta sẽ chỗ này là nghiệm đúng này có nghĩa là sau đây thì giả sử x mẫu hai là hai nghiệm của bất phương trình này thì em có là gì đây x mẫu này sau đây x mẫu nó sẽ nhỏ bằng không nhỏ bằng mấy nhỏ bằng hai và nhỏ bằng hai thì nhỏ bằng mấy x 2 ok chưa đó và ở đây thì chúng ta có được là a f mấy không bé hơn mấy bé hơn bằng không và ip hai là bán bằng hay bank à, bán bằng không bank do hai hai nghiệm ở ở trong bank ở ở trong thì bank không bán không và bank không bán bằng không và bank bank bán bằng không rồi delta phải phải bank không bank 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 có hai nghiệm phân biệt thì phải phải lớn bank đúng đúng chưa vậy thì à yêu cầu bài toán sẽ tương đương tương đương như đây ở đây dùng delta bởi vì b nó lẻ nào, delta nó phải lớn không và af không bán bằng không af 2 bán bằng không có dấu bạn đó có dấu bạn là thêm bằng không đó delta thì bạn b bình phương b bình phương là m cộng hai tất cả bình phương trừ 4 lần AC 4 nhân cho 1 nhân với cái này thì 4 thôi trừ 4 nhân cho 3m trừ 1 cái này cho lớn hơn 0 AF0 chỗ nào có x thay bằng 0 ta cái đây thầy đặt bằng Fx nha cho nó Fx đi F0 thay x bằng 0 vô đây 0 vô đây 0 bằng 0 có đoạn này không chưa là còn là 3m trừ 1 bán bằng 0 x bằng 2 thay vào đây là 4 4 nè. Chỗ ta bằng 2 phải là trừ cho 2 lần m cộng 2 nè. Cộng cho 3m trừ 1 cái này nó bán bằng 0. Ok chưa? Rồi. Tương đương. Em thấy này. Chỗ này là 3m trừ 1 cái này nó 2 là là chỗ này nó cho rất đặc biệt luôn. 3m trừ 1 nhỏ bằng 0 thì em thấy là nhân với nhân với trừ một vô đây thì phải là 3 mà trừ của một trừ của, của 3 mà, trừ, của 3m 1 nó sẽ gì? Lớn bằng không nha. Vậy thì nhân với trừ 4 nó vẫn lớn bằng không Lớn bằng không cái này lớn bằng không nữa thằng này đúng chưa? Này quá đúng nào. À cái này thêm cho bạn. Cho đây bắt được cho bạn nha, thêm bạn cái này, delta lớn bằng không này. Có hai nghiệm thôi chứ không không phân. Có hai nghiệm chứ không cần phân biệt nha. Rồi delta lớn bằng không này. Vậy thì cái này lớn bằng không chưa? Này lớn bằng không nè do lại 3m 1 nhỏ bằng 0 thì mình nhân trừ 1 nó sẽ là là thành là 3m 1 lớn bằng 0 mình nhân với 4 nữa thì chúng đỏ lớn bằng 0 cái này lớn bằng 0 tóm lại cái bắt trình này luôn đúng với mọi gì mọi mà nó còn giải hai cái này thôi và cái này sẽ là gì đây m 3m lớn bằng 1 m 3m bán bằng 1 thì m bán bằng 1, -bán bằng 1 phần 3 còn không thì em sẽ khai triển ra. Em bấm máy tính nó sẽ đúng. Dạ. Yeah. Đó là trừ 2m chưa? Yeah. Cộng m là còn m này, cộng 3m là còn m. Trừ 2m cộng 3m là còn m. Chỗ này là trừ 4 chưa? Yeah. Trừ 4 này. Trừ 4 cộng 4 là hết rồi. Còn trừ 1 thôi. Vậy m trừ 1 bán bạn không. Ok chưa? Yeah. M trừ 1 bán bạn không. Cái này bán bằng phần 3 nha phần 3 và cái này chúng ta thu gọn tiếp nè là m bán bằng 1 phần 3 chỗ này là m bán bằng 1 vậy thì hai cái cùng nhỏ lấy nhỏ nhất 1 phần 3 nhỏ hơn 1 rồi do đó thì m của mình sẽ bán bằng 1 phần 3 ở đây thì m cho mình thuộc đoạn từ trừ 10 đến 10 nghĩa là m lớn bằng trừ 10 nhỏ bằng 10 là mình sẽ giao với cái thằng này nữa m lớn bằng trừ 10 nhỏ bằng 10 hai cùng lớn lớn nhất và cái đây là này. mà là hai cùng bé bé nhất và thì mà bé bằng 1 phần 3 với mà bé bằng 10 chọn là nhỏ nhất là 1 phần 3 vậy là mà của mình sẽ lớn bằng trừ 10 này nhỏ bằng 1 phần 3 mà mà nguyên thì suy ra mà sẽ lấy từ đâu sẽ lấy từ trừ 10 đến ngay đây nhỏ bằng 1 3 lấy số 0 thôi đúng không tới số 0 lấy rồi Vậy thì số giá trị nguyên ở đây là mấy đây? Lấy đằng sau trừ trước, chúng ta sẽ lấy là 0 trừ cho trừ 10 và cộng cho 1. Lấy số hạng cuối cùng trừ số hạng đầu tiên cộng cho 1. Vậy thì nó lâu như đây. Nó sẽ ra đáp số là 11, đúng chưa? Trừ trừ hình cộng này là 10 cộng 1 bằng 11. Để đáp án đúng là đáp án B, 28 chọn B. Một câu rất là hay câu 29 câu 29 tìm tính tổng các nghiệm của phương trình k 2 của 3x cộng 7 trừ k 2 của x cộng 1 bằng 2 cái dạng này thì chúng ta lưu ý nè là chúng ta phải chuyển chuyển cái can này qua bên phải để cho hai vé nó dư chúng ta mới bình phương được đúng không mà trước tiên thì chúng ta đạt điều kiện đó trong can không âm đó điều kiện phải đạt rồi mới làm tiếp điều kiện ở đây là 3x cộng 7 lớn bằng 0 và x cộng 1 lớn bằng 0 trong can không âm. Giải được chỗ này là x sẽ bằng lớn bằng trừ 7 phần 3. Cái này dễ. X cái này là x lớn bằng trừ 1. Trừ 7 phần 3 với trừ 1 là trừ 1 lớn hơn. Do đó thì chúng ta sẽ chọn một cái lớn hơn. Vậy là tương đương với x sẽ lớn bằng trừ 1. Nhớ cho điều kiện như thế. Rồi bây giờ muốn bình phương hai vế thì mình chuyển can qua phải thôi. Đây là dạng can A này trừ can B bằng C. Thì chuyển can B qua phải để bình phương hai vế là can A sẽ bằng C cộng can B. Ui, ok chưa? Vậy lúc này phương trình sẽ tương đương. Can bậc 2 của 3x cộng 7 sẽ bằng là 2 cộng can bậc 2 của x cộng 1. Sau đó bình phương hai vế bên trái bình phương mắc can là còn 3x cộng 7. Bên phải bình phương sẽ là Tất cả bình phương này sẽ là 2 bình là 4 này Cộng cho 2 lần AB là cộng cho 4 lần k mặt 2 của x cộng 1 Cộng bên bên là cộng cho x cộng 1 Rồi chúng ta sẽ thu gọn nó lại đi Chúng ta sẽ thấy là bên phải là 4 k, 4 k mặt 2 của x cộng 1 nè Đúng không? Rồi chuyển hết cái thằng này qua bên trái nè Bên trái sẽ là 3x trừ x cộng 2x Cộng 2x nè rồi 1 với 4 là 5 yeah. Chuyển sang trái là 7 trừ 5 là còn 2 Rồi sau đó chia 2 với cho 2 luôn Là còn gì đây Chia với cho 2 thì bên phải là còn 2 là hoặc 2 của x cộng 1 Bên trái là còn x cộng 1 Đúng không Tới đây thì nó có một kiến thức rất là quan trọng luôn Đạt nhau viết chung đúng không Này tương đương à, chính là hai lần can x cộng 1 này bên phải sẽ là can bậc 2 của x cộng 1 nhân can bậc 2 của x cộng 1 thầy chuyển hết sang bên trái bên bên phải được chưa nhân tử chung là đặt can bậc 2 x cộng 1 ra ngoài không đặt can bậc 2 x cộng 1 ra ngoài ở trong là còn gì còn can bậc 2 của x cộng 1 trừ cho 2 chuyển hết sang bên phải ok chưa chuyển sang phải nghe chưa bên này mỗi, mỗi cái bằng 0 tích a nhân b bằng 0 thì a bằng 0 hoặc b bằng 0 a bằng 0 nghĩa là x cộng 1 bằng 0 b bằng 0 là x cộng 1 trừ 2 bằng 0. Rồi giải cái này. Bình phương hai vế được là x cộng 1 bằng 0. Cái này chuyển hai sang phải được là k bằng 2 của x cộng 1 bằng bằng 2. Rồi cái này được là x bằng mấy đây? Trừ 1. Còn cái này bình phương hai vế là x cộng 1 bằng 2 bình phương là 4. Rồi tóm lại thì giải được là x bằng trừ 1. 4 trừ 1 cộng 3. Có hai nghiệm là trừ 1 và 3 một 3 với tổng 2 nghiệm sẽ là bao nhiêu Trừ 1 cộng 3 x 1 đi x2 đi x1 2 sao bạn là Trừ 1 cộng 3 là bàn mắt bằng 2 rồi tổng 2 nghiệm bằng 2 Vậy thì câu 29 chọn đố án b 29 trọng b ok chưa câu 30 à trong mặt phẳng oxy okay, cho đường tròn C và điểm A. Đường thẳng D đi qua các C tại hai điểm phân biệt màn nào sau cho. A là trung điểm của màn nào. A là trung điểm màn nào. Đường thẳng D này có phương trình như thế nào. Rồi. Rồi. bây giờ chúng ta chúng ta sẽ quyết tiên chúng ta vẽ cái hình đi. Vẽ hình sơ bộ này. Đây là đường tròn. Đường tròn C có tâm là y đồng mấy chưa cái đường thẳng d này nó đi qua điểm a mà điểm a là a trong điểm mà nào chưa mà nó cắt cái c tại hai điểm mà nào đây d điểm này điểm m đi điểm này điểm nào mà a trung điểm đúng không đây a trung điểm nào đây tầm tam giác mà tam giác uh, y mà nào nó tam giác căng nha đúng không do là y mà bạn y nào là bạn eo ra là căng rồi y trung điểm nữa, chắc chắn là gì đường y a chính là đường gì đường trung trực luôn đúng chưa đường trung trực đường cao đường trung tiến đường phân giác đường nộp đúng, đúng ấy bây giờ em coi này nói chung là y a sẽ vuông góc được với mà nào được chưa rồi y góc mà nào thì sao chúng ta cần viết cái đường thẳng d d vậy là d vuông góc với ai với ia vậy thì nd sẽ bằng gì bằng chỉ phương ai đi điểm a có rồi điểm a có chưa điểm a cho rồi này và điểm a thì tìm được từ tâm đường tròn đúng không đó và đường thẳng đường thẳng d là có với tao tiếng rồi có tao tiếng chưa và đường thẳng d là đi đâu nữa đi qua ai đúng không đi qua a. vậy là xong À, bây giờ chúng ta làm gì đây? Chúng ta phải đi tìm tâm và bán kính, à, tìm tâm thôi, tìm tâm của C đó. cần thiết không? C có tâm, bán kính không cần tìm. Tâm A là trước x là chia trừ 2, 6 chia trừ 2 là trừ 3. Rồi trước A chia trừ 2 là trừ 2, chia trừ 2 là 1. Tâm tọa độ là trừ 3, 1. Được chứ này. À, chỗ này chúng ta kiểm tra nó nhé, kiểm tra nó. Chúng ta có điểm... Cream A nằm ở đâu nữa đúng không? Tìm R nữa nhé. Chúng ta phải đi tính R đi, tính R. R sẽ bằng kem 2 của A bình cộng B bình là 3 bình cộng 1 bình là 4, à, là, là 10 đúng không? 10 trừ cho 5 là cộng 5, kem 2 của 5 này. Đi tính chứ, phải tính. Y A mấy này, tính là Y A. Thì khẳng định nó nằm trong, nằm ngoài chứ, đúng không? Đã nằm ngoài là sao? Nằm trong rồi đó. Tính là mấy này, Y A sẽ bằng uh, mô đun vector Y A. Với tay thì lấy đằng sau trường trước lấy x trừ XA là trừ bốn trừ cho trừ ba là còn trừ một này rồi lấy hai trừ cho một là còn 1. Và một và mô đun này thì nó được là căn bậc hai của một bên cộng bên là căn hai đúng chưa căn hai căn hai thì em thấy là r này nó lớn hơn hơn gì i Hay nó khác là ia nó nhỏ hơn rồi rõ ràng chưa ra nhỏ hơn r này do đó thì điểm a nằm nằm trong đường tròn c đó phải nhớ nghe chúng mình nằm trong đường tròn nữa rồi bây giờ thì chúng ta yên tâm rồi chúng ta đi viết được thẳng d thôi d này qua đâu qua điểm a tọa độ là trừ bốn hai và thứ hai là d nó vuông góc với ia Do đó thì ND sẽ bằng là chỉ phương IA. IA thì có sẵn luôn, trừ 1, 1 luôn tính rồi, đúng không? Và suy ra phương trình tổng quát của D sẽ là gì đây? Trừ 1 nhân cho x trừ cộng cho 1 nhân cho y trừ. Thì nó đi qua điểm A, hoành là trừ 4, vậy trừ, trừ 4 là cộng 4 này. Tung là 2 y trừ 2 nhân phân phối vào được là trừ x cộng y này đây trừ 4 và trừ 2 là trừ 6 vậy là nhân 2 vế trừ 1 cho nó giống luôn là x trừ y cộng 6 bằng 0 và thì đáp án đúng là đáp án C đúng chưa rồi đáp án C 30 trọng C câu 31 cho ba đường thẳng D D1, D2, D3, à, D1, D2 và delta. Phương trình đường thẳng D qua giao điểm D1, D2 và vuông góc với delta. À, đường thẳng D mà qua giao điểm D1, D2 thì có nghĩa là chúng ta có là gọi A là giao điểm D1, D2 thì D nó qua A thôi. Đầu tiên này chúng ta có này. Chúng ta sẽ gọi A bằng giao điểm của D1 với D2. Thì tọa độ điểm A sẽ là nghiệm của hệ phương trình là 2x trừ 5y chuyển 3 sang phải luôn nha, trừ 3. Và âm trình thứ hai là x trừ 3 bằng 7. Giải tìm x tìm y tìm được a thôi. Menu 9 1 2 nhấn là 2 này, trừ 5 này, trừ 3 này. Còn kia là 1 trừ 3 1 trừ 3 7. -7. Nghiệm là trừ 44 với trừ 17. X bằng trừ 44. Y bằng trừ 17. phải là A ta độ là trừ 44 trừ 17. rồi chưa? Đúng chưa này? Có điểm A rồi. Vậy thử rằng D nó đi qua đâu? D nó đi qua qua A tọa độ là trừ 44 trừ 17 và đồng thời D nó vuông qua này D vuông Delta thì suy ra cái đường thẳng D nó có dạng là gì đây sẽ là gì? trừ x cộng 4y cộng c bằng 0 đối với là c khác trừ 2022 nhá là C khóc trừ 2012. vậy đây bây giờ này cái điểm A thuộc thuộc D chưa điểm A là thuộc D nữa thay vào điểm A tọa độ là mấy x bằng trừ 44 vậy trừ của trừ 4 là trừ này của trừ 44 này cộng y là 4 nhân với trừ 17 đúng không cộng cho c bằng 0 tìm được c là sao đây là 44 nên là trừ 4 x 17 44 nè trừ 4 x 17 thì nó ra là trừ 24 vậy là trừ 24 cộng c bằng 0 thì c bằng 24 đúng chưa mà c bằng 24 thay vào đây lắp vào đây và thì đáp án sẽ là trừ x cộng 4y cộng 24 bằng 0 cũng chưa giống đúng không được là gì đây? trừ x cộng 4y cộng 24 bằng 0. Sau đó mình nhân hai vế và trừ 1 thì nó ra là x trừ 4y trừ 24 bằng 0. Vậy thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án D. Hiểu không? Chỗ này hơi bị khó hiểu thì hướng dẫn lại này. Chỗ này đúng không? là khó hiểu này. thấy ra chỗ này này nó vì sao như vậy? Giả sử thì có delta của mình đó là ax cộng BI cộng C bằng 0. Mà D vuông góc với delta thì lưu ý cho thầy này là cái đường D sẽ có dạng là trừ BX cộng AI cộng C phải bằng 0 và C phải là khóc C. Thấy chưa? Còn nếu mà delta D nó vu nó song song với delta đó thì chắc chắn là D nó dễ hơn. Đường thẳng D tổng quát này Đường thẳng D là nó ra là AX cộng BA cộng C phải bằng 0. Tất nhiên là C phải phải khắc gì? khắc xì rồi. nhớ chưa xong xong thì nó giống với tao tiếng xong xong là với tao phát tiếng bằng nhau với ta chỉ phương bằng nhau và nó giống nhau thấy chưa nó vuông góc thì nhớ đổ lại và nhớ đổ dấu luôn như này yeah. chưa đổ dấu một thành phần thôi phần phần đổ lại đó ví dụ như là ấy cộng b thì đổi thành là trừ b cộng -A, a rồi tiếp theo câu 32 Đường tròn C đi qua điểm A và điểm B có tâm nằm trên đường thẳng D. Có phương trình là thì cái đường tròn của mình là đi đi qua điểm A điểm B rồi đúng không? Và nó có tâm nằm trên đường tròn, ta tâm trên đường thẳng. Bây giờ thầy gọi A tọa độ AB là tâm đường tròn và bán kính nó là R. Thầy gọi này. A tọa độ là AB bán kính đường tròn là R được không? Thì à, đầu tiên mình có gì? A nó thuộc gì đây? Điểm A lưu ý này A nó thuộc đường thẳng này đúng không? Đó. Cho A thuộc đường thẳng là D, C là A tọa độ gì đây? chúng ta sẽ thom số hóa đường thế này bằng cách thầy sẽ cho là x bằng a suy ra y mấy này y bằng a thì cái chỗ này phải là 2 a trừ y cộng 7 bằng 0 chưa vậy y sẽ là 2 a cộng 7 vậy tọa độ điểm y sẽ là a 2 a cộng 7 được chưa rồi thì cái đường tròn này qua hai điểm AB, đường tròn này đường C đây. Tâm là I nó qua điểm mà điểm A và điểm B. Tức là bán kính là IA bằng IB á. Hay là AI bằng BA cho nó dễ. Rồi chúng ta đi tính gì? Tính uh, AI IA, IAMB uh, um, và BA. Tính AI trước này. AI bằng I thì sẽ bằng mô đun của vector I đúng không bằng căn bậc 2 mô đun căn bậc 2 của quần sau thì quần trước quần sau là là lấy gì đây lấy y trừ a đó ai y chưa trừ a y đâu y đây trừ a đây chứ đúng không y trừ a lấy mấy a trừ một a trừ một bình phương lên này cộng cho y y trừ ra là lấy 2 a cộng 7 trừ cho cho 3 2 a cộng 7 trừ 3 là còn 2 a cộng 4 cho nó nhanh được chưa này rồi tiếp tục chúng ta đi tính bi nữa làm sao b bằng gì đây thì là mô đun vector b a bằng k bậc hai của gì đây chúng ta lấy đằng sau đường trước là lấy a trừ cho 3 bình phương lên rồi lấy 2a cộng 7 này trừ cho 1 là còn 2a cộng mấy 2a cộng 6 cộng cho 2a cộng 6 bình phương lên ok chưa vì xe đi qua hai điểm ab do đó thì chúng ta có được là ai nó a sẽ bằng bi bán kính bằng nhau à đúng chưa đó, này tương đương. Bình phương luôn, mắc căng luôn. AI bình phương sẽ bằng là B bình phương để mắc căng này. Vậy tương đương. Cái này bắt kêu là hai mắc căng là còn là A 1 bình phương đây. Cộng cho 2A cộng 4 tất cả bình phương. Sẽ bằng là A 3 tất cả bình phương. Cộng cho 2A 6 bình phương đây này, này. Đưa không này? Mình sẽ khai triển ra Nên là có A bình phương Đây là 2A tất cả bình phương là 4A bình phương ra là 5A bình phương, 5A bình phương Bên này cũng có 5A bình phương là hết rồi Bên trái là có trừ 2A Trừ 2A nha Chỗ này là có gì đây 16A 2 x 2 x 4 là 16A này. Bên phải là có trừ 6A này. Chỗ này là có là Máy này Xin lỗi cái này còn máy nữa còn số này là 1 bình cộng cho 4 bình là 1 cộng 17 cộng Bên này là có trừ 6a chúng nên là 2 nhân 2 nhân nhân 6 là 24 cộng 24a. Nên là 3 bình là 9, 9 36 là bao nhiêu là 45. Đúng chưa? 45. Rồi. Rồi giải tiếp tục nè. Tương đương tương đương nha tương đương thì chỗ này sẽ là gì đây chứ là là 16 16 a này mà trừ cho 2 a là cộng 14 à cộng cho 17 chỗ này là 24 mà trừ 6 là còn 18 a cộng cho 45 Vậy tương đương 18 chuyển sang chuyển 4 con 4 a sang bên phải là 18 trừ 4 còn 4 a này còn chuyển 45 xong bên trái là 18 trừ 45 là còn nhiêu? 18 trừ 45 Đây. 18 đêm trừ cho 45 là còn uh, trừ 27 trừ 27 à trừ 27 số A nó 6 rồi từ 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 không bên này là, là A 3 đúng không? ta coi bình phương cộng 2A cộng 6 bình phương này mình sẽ khai triển được là đây là nam à, bình đúng không thấy rồi năm bình thấy rồi đây là trừ sáu a này đúng không trừ sáu a còn mười tám a còn muốn làm đúng không rồi đúng này còn bên trái này bên trái là bao nhiêu bên trái là a bình với bốn a bình là a bình là thuốc cầu hai vé mắt rồi đây là còn trừ hai a cái này là mấy a cộng mười sáu a đúng không là còn mười bốn a cộng 17 vậy là đây 45 và là 4A nên là 17 trừ 45 7 trừ 45 sao lại à Nó còn trừ 28 28 28 28 mới đúng chưa trừ 28 vậy A bằng máy này A bằng trừ 28 chia 4 là bằng trừ 7 A bằng trừ 7 thì mình tìm được tâm rồi tâm đây trừ bảy này quanh là trừ bảy còn tung là mấy đây hai nhân trừ bảy là trừ mười bốn cộng bảy là còn trừ bảy tâm nó trừ bảy trừ bảy còn bán kính thì tìm đơn giản là bán kính chính là ai được không bằng căn bậc hai đây thay vào đây này à, thay mấy này trừ bảy trừ 8 bình phương ở đây là 2 nhân trừ 7 là trừ 4 cộng 4 là còn trừ 10 bình phương lên là kem bằng 2 cái 8 bình cộng 10 bình đó kem bằng 2 cái 8 bình cộng cho 10 bình nó ra là 2 kem 4 mấu hả? trừ 7 trừ, trừ 8 đúng không? Trừ 8 này là 2 nhân 7 trừ 7 là trừ 4 cộng 4 còn trừ 10 đúng không? Là đúng rồi. Là này là đĩa can đi, đĩa can luôn là can 164 chứ, cho đều đi. Can 2, 164. Vậy đường tròn C sẽ là gì? x trừ đi hoành độ là cộng 7 này, bình phương lên. Cộng y cộng 7 bình phương lên này. Thì bạn can 12 bình phương lên là còn là 164. Vậy phương trình đường, đường tròn là x cộng 7 ta có phương cộng y cộng 7 ta phương bằng 164. Đoán đúng sẽ là đoán B. Rồi. Tiếp theo câu 33. Trong mặt phẳng với hiệp tọa độ ối y cho hai điểm A, B và đường thẳng delta tìm tất cả các giá trị giá trị của tham số m để delta cách điều hai điểm AB. b delta cách điều hai điểm AB đây này đây này delta này cách điều hai điểm AB có nghĩa là khoảng cách từ đâu từ từ A đến delta sẽ bằng khoảng cách từ B đến delta A cách delta cách điều hai điểm AB khi nào khi khoảng cách từ A đến delta bằng khoảng cách từ B đến delta ok chưa có nghĩa là delta là trung trực qua B đơn giản như thế rồi bây giờ chúng ta nói này yêu cầu bài toán tương đương khoảng cách từ A đến delta sẽ bằng khoảng cách từ B đến delta. Khoảng cách bằng triệt đối chia cho căn bậc 2. bằng triệt đối chia căn bậc 2 là xong rồi. Rồi, điểm A là 1 1 thay vào đây, x bằng 1 y 1 được là m trừ 1. m nhân 1 đi, trừ cho 1 cộng 3 này, cho nó dễ đi. Cao bằng 2 của A bình cộng với bình là cao bằng 2 của M bình cộng trừ 1 tất cả bình phương là M bình cộng 1. Đó. Còn cái này thì điểm B là trừ 2 thay vào được là M nhân trừ 2. Tung là mẹ bằng 4 phải trừ cho 4 cộng cho 3. Cao bằng 2 của nó là cao bằng 2 của A bình cộng với bình là giống là M bình cộng 1. Hai cái này thì giống nhau, mẫu bỏ mẫu đi. Vậy thì còn thu lại gọn lại là xong. M nhân 1 là M Trừ 1 cộng 3 là còn cộng 2 Tuyệt đối bàn M trừ 2 là trừ 2 M Cái này là trừ 2 M 4 cộng 3 là trừ 1 Đúng chưa Và chỗ này xử lý dấu trừ luôn nè Để dấu trừ ra ngoài Ở trong là còn 2 M cộng 1 Tuyệt đối mất dấu trừ còn là Tuyệt đối của 2 M cộng 1 thì đấu A bằng B thì A bằng B hoặc A bằng trừ B Vậy tương đương với M cộng 2 bạn 2 M cộng 1 hoặc là M cộng 2 bạn trừ, Thêm trừ trước thành trừ 2 M 1 Vậy là chuyển M sang bên phải là được là M Chuyển M sang trái là được là 2 1 cộng 1 Rồi hôm nay chuyển uh, trừ 2 M sang bên trái là thành 3 M Rồi 2 chuyển sang phải là trừ 1 trừ 2 là trừ 3 mà sẽ bằng trừ 3 chia qua là M bằng trừ 1 Và đây này là M bằng 1 Và tóm lại là M bằng cộng trừ 1 Có nghĩa là M bằng 1 hoặc M bằng trừ 1 Đáp án đúng sẽ là đáp án C 33 chọn C Tiếp theo là câu 34 Trên mặt phẳng tọa độ OXY cho các điểm a và b đường tròn nội tiếp tâm giác oab có phương trình là đường tròn nội tiếp như là tâm giác nó nội đường tròn nội tiếp tâm giác như là đường tròn nằm trong tâm giác nội tiếp trong tâm giác thầy sẽ vẽ hình nha thầy vẽ hình trục oay này đây là x đây là y đây là o này tâm giác um, cái điểm a là ba bốn ba không và điểm A là 30 Để 3 đi. điểm B là 04 này đi nó điểm B đây đây là 4 này đây là 3 này tam giác này cái đường tròn nó đầu tiếp nằm ở trong này đó như vậy đi Tâm y đây và đường tròn đầu tiếp tam giác OAB là chúng ta phải đi tìm gì đi tìm tâm của nó đúng không tâm của nó và bán kính thì em thấy là có cái điểm AB này nó nằm trong góc phần tư thứ nhất đúng không thứ nhất này nằm góc phần tư thứ nhất nên cái tâm giác OB này này sau đây tâm giác OB này sau này nó cũng nằm trong góc phần tư thứ nhất đúng chưa? do vậy thì tâm chúng ta gọi tâm đường tròn đầu tiếp là y bằng ab đi tâm nó là như vậy này quạnh này nha tùng này nha đó gọi tâm là y bằng ab thì a phải lớn hơn không do là, điểm này nằm trên trên, có cái, cái, hệ trục là ox của bay thân thì do đó thì a là phải lớn hơn không b lớn hơn không đúng này đó a lớn không b phải lớn không ở vì hai cái điểm a và b nó nằm trên trục OX và trục Y do đó thì a lớn không b lớn không vậy thì khoảng cách từ tâm y này đến trục OX nó sẽ bằng khoảng cách từ đâu từ tâm y đến gì trục Y nghĩa là bạn bán kính á và nó bằng khoảng cách từ tâm y đến đâu đến AB luôn rõ rồi chưa rồi bây giờ này thầy sẽ gọi A tọa độ là AB là tâm đường tròn nội tiếp tam giác OAB và lấy là A lớn không B lớn không vậy thì khoảng cách từ tâm Y đến trục OX bạn khoảng cách từ tâm y đến trục oy và bạn khoảng cách từ tâm y đến đường thẳng ab được không này rồi bây giờ thầy sẽ đưa viết cái đường thẳng đường thẳng ab cái đó phương trình đường ab đường ab thì nó đi qua điểm a điểm b điểm a thì nó đặc biệt là nó có hoành không có tung điểm b là có tung không có hoành và chúng ta viết được tiếp phương trình phương trình đường thẳng ab theo đoạn chán là x trên a, x trên mấy, x trên 3 này. Cộng y trên b là cộng y trên 4 bằng 1. Sau đó thì mình sẽ quy đồng bảo mẫu. Mẫu chung là 12. Vậy này nhân cho cho 4 này, rồi là 4x. Này nhân cho 3 là cộng cho 3. Và bên này là 1 nhân cho 12 và trừ 12 bằng 0, chuyển sang trái luôn. Vậy phương trình AB là 4x cộng 3 trừ 12 bằng 0. Rồi chúng ta có con cách này lắp vào là sao? suy ra mình sẽ có được cái hệ là khoảng cách từ tâm y đến trục của x chính là bằng tuyệt đối của a bạn x a tuyệt đối này đối của a này khoảng cách từ tâm y đến trục của y chính là bằng tuyệt đối của b được chưa này và một cái phần nữa là khoảng cách từ tâm y đến ab nữa đúng không thì nó bằng gì đây các bạn cái, bạn hai cái trước luôn và chúng ta có là chọn là chọn A đi, trừ A đi. Được A sẽ bằng như này. Khoảng cách từ tâm A đến AB chính là bằng gì? Thay vào này. Khoảng cách từ tâm A đến AB luôn đi, nó ghi luôn. Bằng như đây. Tuyệt đối qua này. Điểm A là A, B thay vào đây là 4A. A thay bằng B là 3B trừ 12. Và chia kèm bậc 2 của máy này của 3 bình 4 bình cộng 3 bình là 25 kèm 25 bằng 5. Rồi, giải cái hệ này. Rồi, tương đương. Thì đấu A bằng B thì nó có sẽ có hai trường hợp đúng không? A bằng B và A bằng trừ B. Và đây thì điều kiện là A, B lớn hơn 0. Do đó thì chúng ta có được là A bằng B thôi. Do là A, B đều lớn hơn 0. không này? Còn chỗ này chỗ này thì ta thu lại thu lại có là 4 a cộng 3 b trừ 12 tuyệt đấu này nhân chéo lên được là 5 lần tuyệt đấu của a 5 lần tuyệt đấu của a đó rằng chưa và cái này thì chúng ta sẽ tương đương được với hai điều a bằng b vậy đây chỗ này đây chỗ này sẽ là a bằng b và a bằng trừ b nha a bằng b bằng a bằng trừ b thì đâu a bằng b thì a bằng b và a bằng trừ b ở đây mình cho a bằng b luôn đi a bằng b dẫn dễ này là thành là 4 a này cộng cho 3 a trừ cho 12 tuyệt đối bạn nam là tuyệt đối của tương đương a bằng b Nên là thành 7 a trừ cho 12 tuyệt đối bằng nam là tuyệt đối của a rồi này giải tiếp tục là a bằng b chỗ này mình có là tuyệt đối a bằng b thì mình có là a bằng b như là 7 a trừ 12 bằng nam a hoặc là 7 a trừ 12 bằng trừ nam a a bằng b cái này là giải tiếp tục này 7a chuyển 5a sang trái còn 2a chuyển trừ 12 sang phải là 2a bằng 12 chuyển trừ 5a sang trái là bằng 12a 12a chuyển trừ 12 sang phải là 12 rồi a bằng b chỗ này sẽ là a bằng mấy 12 chia 2 bằng 6 chỗ này là a là bằng 12 chia 2 bằng 1 và mình có hai giá trị là a bằng 6 a bằng 1 Vậy thì A bằng 1 có lấy không? A bằng 6 có lấy không à. A bằng 6 thì loại là 76 Nó nằm, nằm ngoài đó rồi đúng không? Tâm nó nằm ngoài đó, cái, cái quần độ nằm ngoài là sai đúng không? Bởi vì nó nằm bên trong đúng không? Nó phải nhỏ hơn x chứ đúng không? Do đó thì A là phải nhỏ hơn 3 B phải nhỏ hơn mấy? Nhỏ hơn 4 Được chưa? Cái này loại này A bằng 6 loại Còn A bằng 1 nhận Vậy thì mình có là A bằng B bằng 1 vậy tâm của nó chính là tọa độ là một một còn bán kính bao nhiêu đây bán kính cũng là một luôn đúng không bán kính là một rồi vậy suy ra đường tròn c có dạng là x trừ một bình phương cộng y trừ một tất cả bình phương bằng một bình chính là một vậy thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án đi ba bốn chọn đi rồi tiếp theo câu cuối cùng câu trắc nghiệm cuối cùng là câu 35 lập phương trình chính tác của của hyperbol lập phương trình chính tác của hyperbol biết độ dài trục thật là bằng 4 tiêu cự bằng 12 trục thật ở đây chính là 2 2a tiêu cự là 2c đúng không tiêu cự chính là f f2 là 2c vậy thì mình có gì đây mình gõ cái gõ cái uh, gọi phương trình chính tác của hyperbol là x bình chia a bình trừ a bình chia cho b bình là bằng 1 được không nè rồi theo đề mình có là 2 a bằng 4 thì a bằng 2 còn 2 c là tiêu cử đó, là bằng 12 C, c bằng 12 chia 2 c bằng 6 chúng ta cần đi tìm b nữa là sao mà chúng ta có công thức là b bình thì bằng bằng c bình trừ a bình hay là a bình bằng b bình cộng c bình đó vậy là b bình bằng c bình trừ a bình mà c bình là 6 bình này a bình là hai bình Vậy là 36 trừ 4 là còn bao nhiêu 36 mà trừ 4 là còn 32 Vậy thì phương trình hay sẽ là x bình chia cho hai bình là 4 trừ cho y bình chia b bình là 32 bằng 1. Vậy là x bình chia 4 trừ y bình chia 32 bằng 1. Do đó thì đáp án đúng là đáp án C. 35 chọn C. Rồi. Tiếp theo là phần số 2, phần tự luận. Câu 36, một chiếc cổng hình parabol có chiều rộng là 12 m. Chiều rộng từ đây tới đây này, 12 m này. Và chiều cao là 8 m như hình vẽ. Giả sử một chiếc xe tải có chiều ngang là 6 m đi vào vị trí chính giữa cổng. Hỏi chiều cao h của xe tải thỏa mãn điều kiện gì để có thể đi vào cổng mà không chạm tường? không chậm thường và thì à, bây giờ thầy sẽ đặt gán hệ trục tọa độ vào cái hình này đây là trục x này x cho chỗ này gắn này ra là y này là 8 này chia làm 4 này rồi mỗi bên là 4 bên này là cái này 12 phải không mỗi bên là 6 nhé đây là 12 đây là 12 nha nó mới là 6 đây là, là 6 này đây là số 0 kéo dài tí Đây là số 0 này. Trên đây thì mình sẽ chia chỗ này là sẽ là bao nhiêu? Này sẽ là 6 này. Đây là 8 đúng không? Chiều cao là 8, đây là 8 này. Giống bộ trong đó là 8. 8. đây là 8 này trên đây sẽ là chia là 10 đi cái 10 nhà đó 10 đó rồi cho nó dễ và bây giờ là mình sẽ chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ thì anh thấy là parabola đi qua điểm O đó thì các bạn đồ góc của mình á là y bằng bầy y bằng y bằng ax bình phương cộng bx cộng c mà các bạn đồ này nó đi qua điểm điểm O rồi Giả đó thì uh, c sẽ bằng không đúng không do đó thì uh, lúc này cái bạn đồ của mình này nó qua điểm O là không không rồi vậy thì các bạn của mình có dạng như đây sẽ có dạng là y bằng ax bình phương cộng bx thôi đó, phải parabol này có dạng là gì? Parabol. Có phương trình đó là là y bằng ax bình phương cộng bx. Đúng chưa? Rồi tiếp theo này, vì cái chiếc cổng á, cái chiếc cổng mình này là hình parabol có chiều rộng là 12 m và chiều cao đây là 8 m, được không? Chiều cao 8 m này chiều cao là 8m do đó thì uh, nó đi qua điểm uh, cái điểm này là điểm A đi các bạn này điểm A này đây điểm B này đúng chưa điểm A tọa độ là 12 0 và điểm B tọa độ là mấy chúng ta sẽ là này điểm B đây điểm B đây này, này. điểm B tọa độ là 68 ra Hoành yeah, hoàn là 6 trúc tung là 8 vì chiếc cổng hình parabol vì chiếc cổng hình parabol có chiều rộng là 12 m chiều cao là 8 m đúng chưa chiều cao là 8 m chiều cao 8 m để cho này cho theo hình vẽ thì suy ra parabol đi qua hai điểm điểm A tọa độ là 12 0. điểm B tọa độ là mấy này 68 điểm A tọa độ là 120 điểm B tọa độ là 68 vì chiếc cổng hình parabol có chiều rộng là 12 m, chiều cao là 8 m. Theo hình vẽ thì parabol đi qua hai điểm, điểm A tọa độ là 12 0, điểm B tọa độ là 68. Bây giờ mình thay hai điểm này vào đâu? Vào phương trình parabol thôi. Vì nè, AB thuộc parabol. Suy ra hệ phương trình. Thì x thay điểm A là x thay bằng 12, y thay bằng 0 x thay bằng 12 là a nhân cho 12 bình phương này cộng cho b nhân cho 12 thì bằng 0. Còn điểm b là x bằng 6 vậy là a nhân cho 6 bình cộng cho b nhân cho 6 thì nó bằng là 8. Thu gọn lại nè. a nhân 12 bình phương là a nhân cho 144 cộng cho b nhân cho 12 bằng 0. Chỗ này là a nhân cho 36 cộng cho 6b đi bằng 8. Rồi chúng ta làm cho gọn này nè. Cái này người ta bấm máy cho nhanh không cần thiết phải tính toán cho mất công. Yeah. Bấm máy luôn cho lại. Khó thu gọn mất thời gian. Menu chính 1 2. Bên đầu tiên thì nhấn a bằng 144 này. B là 12, C là 0 phương trình số 2 là A là 36, B là 6, còn C là 8. Được là trừ 2 phần 9 và 8 phần 3. Vì A chính là trừ 2 phần 9, B là bằng 8 phần 3. Có được AB rồi. Có được AB thì mình suy được cái parabol của mình là bây giờ là gì đây? Sẽ là thay qua đây này. Sẽ là trừ 2 phần 9 x bình phương cộng cho 8 phần 3. Yeah. trừ 2 phần 9 x bình phương cộng 8 phần 7 8 phần 7 đúng rồi rồi do là cái chiếc cổng cái chiếc xe của mình đó do chiếc xe là sao đây do chiếc xe có chiều ngon là bao nhiêu 6 m đúng chưa nó đi vào chính giữa cổng đi vào chính giữa chính giữa cổng nên xe chọn tường tại điểm là sẽ là bao nhiêu đây sẽ là tọa độ sẽ là 36 chỗ này 36 đây cái này yeah. Dạ. sẽ là 36 trọng tường sẽ là 36 đúng dạ? chưa trọng tường sẽ là 36 khi đó chiều cao của xe sẽ là 6 m đúng dạ? chưa trọng tường 36 thì chiều cao là 6 mấy này chiều cao này là 6 mét này cho này vậy điều kiện để xe tải mà đi qua cổng mà không chậm tường thì chiều cao nó phải lớn hơn không tất nhiên phải lớn hơn không rồi và nhỏ hơn mấy nhỏ hơn 6 thì mới qua được rồi vì chiếc xe tải vì chiếc xe tải có chiều ngang vì chiếc xe tải có chiều ngang là 6 mét đi vào vị trí chính giữa cổng vị trí chính giữa cổng vì chiếc xe tải có chiều ngang là 6 m đi vào vị trí chính giữa cổng nên sẽ chọn tường tại điểm là à, điểm M đi nên sẽ chọn tường tại điểm là điểm m đi điểm mà đọc đó đây này chỗ này là 6 này là ba này đúng chưa 3 đây là 6 8 này đúng không ngay đây này nó điểm M đây nó sẽ tổng chậm từ tại điểm m tọa độ là 36 thì khi đó chiều cao của xe là 6 mic. Đúng chưa? Vậy điều kiện để để xe tải đi qua cổng mà không chạm tường là vậy điều kiện để xe tải đi qua cổng mà không chạm tường. Lấy đây là chiều cao của nó sẽ là lớn hơn không bé hơn 6 điều kiện để xe tải đi qua cổng mà không chậm tường thì chiều cao của xe phải lớn không nhỏ và nhỏ hơn 6 Ok chưa tiếp theo là câu 37 câu 37 trong mặt phản ôi cho điểm mà tọa độ là 21 đường thẳng D đi qua M các OX OA lần lượt tại AB, AB khắc O, sao cho tam giác OAB có diện tích nhỏ nhất. Viết phương trình đường thẳng D. Rồi, trước tiên nó vẽ cái vẽ hình trước này. Vẽ cái hình trước. Đây là hệ trục OA. Đây là A, đây là x thì cái đường thẳng delta của mình đó là thẳng d đúng không thẳng d đường thẳng d này nó qua đâu nó qua điểm m đi m chỗ này đi điểm m nó cắt ox oy lần lượt tại ab đây là a này đây là b diện tích tam giác này sau diện tích tam giác OAB này là là nhỏ nhất đúng không bây giờ anh thấy đi cái trục x thì mình nó cắt tại điểm giả sử là từ đây là O tới a là a nhỏ đi a nhỏ đi thì điểm a sẽ là bao nhiêu sẽ là a không từ O đến b là b nhỏ thì điểm b sẽ là không b được không vậy thì chúng ta sẽ viết được các phương trình tổng quát của đường thẳng d theo đoạn chắn là x trên a cộng y trên b bằng một ok chưa yeah. rồi cái điện đường thẳng đường thẳng d này đi qua đâu qua m thì chúng ta sẽ có được một phương trình theo AB. Sau đó mà kết hợp với cái diện tích tâm giác nữa, thì chúng ta sẽ khả năng là vận dụng kiến thức về bắt đẳng thức do nó có chữ nhỏ nhất này. Rồi bây giờ thầy gọi này, gọi điểm A tọa độ là A nhỏ không, điểm B tọa độ là không B nhỏ. vì AB thuộc trục OX OY do đó thì suy ra là AB này phải lớn hơn không và OA bằng A nhỏ OB thì chắc chắn bằng B nhỏ rồi đúng không OA bằng A nhỏ OB bằng B nhỏ này rồi thầy có là cái đường thẳng phương trình đường thẳng D sẽ là x trên a cộng y trên b bằng 1. Rồi tiếp theo là điểm m thuộc d suy ra. Điểm m tọa độ là 2 1 thì x thay bằng 2 và 2 phần a, y thay bằng 1 là 1 phần b. 2 phần a cộng 1 phần b bằng 1. Được chưa này? Rồi để đó. Giờ từ từ nha, khoan này, để từ này. Bây giờ tiếp theo này, diện tích tam giác OAB tam giác OAB là vuông tại đâu vuông tại O rồi mà diện tích tam giác vuông thì bằng 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông vậy thì nó bằng 1 phần 2 OA nhân OB bằng 1 phần 2 OA chính là A nhỏ OB là B nhỏ đúng như này bây giờ làm sao làm đây chỗ này mình có là 2 phần A cạnh 1 phần B bằng 1 thầy rút ra này rút ra nha rút ra là 1 phần B sẽ bằng là 2 phần A trừ 1. Được chưa? Sau đó thì mình sẽ đi quy đồng cái này đi. Quy đồng cái này thành mấy này. Thành là 2 trừ A chia A. 2 trừ A chia A. Vậy là bây giờ mình sẽ tìm B. Thì B là như đây. B chuyển lên, chuyển xuống này. Có nghĩa là nhân chéo lên đó thì b sẽ bằng 1 chia cho a chia cho 2 trừ a suy ra b này sẽ bằng 1 chia cho đây này. đầu nó nhóp đi b sẽ bằng 1 chia cho 2 trừ a chia a bằng 1 phần 1 nhân hình đổ lên là a chia cho 2 trừ a bằng a chia cho 2 trừ a được không hai chia a trừ a từ từ cái này từ từ nó con này hai phần A cặp một phần B này bằng 1 phải là một phần b sẽ bằng 1 trừ cho à thì nhầm rồi một trừ cho nó đúng Nên là trừ này là cộng này đó bị đồng lại nha đó sẽ là A 2 A 2 A 2 phần A đây là A trừ 2 phần A này nó sẽ là ở ở đảo đây là A chia A trừ Vậy nó bằng là A chia A trừ 2 Vậy B sẽ bằng gì? A chia A trừ 2 Chỗ này mới là quan trọng này. B bằng A chia 2 trừ A à, A chia A trừ 2 B bằng A chia cho A trừ 2 này. Chỗ này chúng ta sẽ thay vào Vào đây Bằng 1 phần 2 A này Nhân cho B là A chia A trừ 2 được này, đó, lựa như thế. ở đây đó là có tuyệt đối, đúng không? nhưng mà do là cái điều kiện chỗ này là điều kiện là sao đây? điều kiện ở đây là tinh thái này, b lớn không, b lớn không, mà ở đây thì có a trừ hai này, do đó thì chỗ này điều kiện phải là a lớn hai, chỗ này là a lớn hai, do là b lớn không thì cả này lớn không. Vậy thì cái này mẫu này phải buộc phải lớn không? 0. À 2 lớn không thì a lớn hơn 2, a lớn hơn 2 bỏ tuyệt đấu luôn. Rồi cái này tách ra. Tách ra này. Cái này nhăn vào thì được là sẽ thành là 1/2 a bình phương chia a 2. 1 1/2 nhân a bình phương chia trừ 2. Thầy tách ra, tách ra là như này, như này. a bình phương chia cho a trừ hai là bằng uh, a cộng hai này cộng cho thì chia là a bình chia a trừ hai a bình chia a đường a được a đó chưa a bình chia a được a a nhân a là a bình phải là a bình trừ a bình là hai thì a bình đi trừ hai a còn hai a này hai a chia a là còn hai cộng hai 2 nhân A là 2A trừ nhau là hết rồi 2 nhân A là 2A 2 nhân trừ 2 là trừ 4 này. và là 0 đây là cộng 4 và dư là 4 rồi và bạn A cộng cho A cộng 2 cộng cho 4 phần A trừ 2 biến đổi cái này phải vì A trừ 2 mới được và bây giờ làm sao đây biến đổi tiếp này bạn đây bạn A trừ 2 cộng cho 4 phần a trừ 2 cái này cộng thêm mấy đây cộng thêm 4 nữa trừ 2 cộng 4 là bạn cộng 2 rồi và cái này sẽ bằng là a trừ 2 cộng cho 4 phần a trừ 2 cộng cho 4 ok chưa yeah. sau đó thì mình dùng bắt đơn thức của là sao ta theo cô thì lớn bằng mấy lần hai lần căn bậc 2 của a 2 nhân cho 4 phần a 2 cộng cho 4. Rút gọn thì còn lại là căn bậc 2 của 4 bằng 2, 2 cộng 4 là bằng 6 lớn bằng 6. Đúng chưa? Ủa. Này hai lần trước không mà, đây là 4 của 2 là 8 chứ, 8. 8 chưa? Lớn bằng 8. Và nhá là dấu bàn. Dấu bàn xảy ra khi nào? Khi A bằng B là A 2 bằng 4 phần A 2. Nhân chéo được là A bình phương bằng... A trừ 2 tất cả bình phương mới bằng, bằng 4. và giải được là... A trừ 2 bằng 4 và A trừ 2 bằng 4. Vậy được là A bằng 6, A bằng trừ 2. A bằng 2 loại do điều kiện là A lớn hơn 2. Vậy đây là nhận a bằng 6 thì bây giờ chúng ta sẽ thay vào đây tìm b này thay vào đây tìm b luôn đây mình suy được là b sẽ bằng là 6 chia cho 6 trừ 2 còn 6 chia 4 là bằng 3 phần 2 phải không một sao lẻ thế 6 chia cho à, 6 6 phần 4 không? A bằng 4 A bằng 4 thì A bằng 6 6 chia A trừ 2 là 4 6 trừ 2 còn 4 3 phần 2 mà đúng không 3 phần 2 Kìa. A bằng 6 A bằng 6 A bằng mấy Chỗ này là A trừ 2 a 2 từ từ khoa, khoa a 2 này bằng 4. Bình phương bằng bằng 4 phần à, 4 phần 26 phần 4 6 phần, bằng 4 phần. bằng 4. 4, là 2 bình mà, đúng không? 4 là bằng 2 bình. bằng 2 bình. Vậy là sẽ là bằng 2. căn bằng 2 này. a 2 2 là a 4. a 2 bằng 2 là a, bằng 4. a, -2 bằng là a bằng 0 loại. Vậy thì A bằng 4 thay vào đây được là 4 trừ cho 2 là còn 2, 6 chia 2 còn 3. B bằng 3. Vậy là A bằng 4, B bằng 3. A bằng 4 này. B bằng 3. Vậy suy đường thẳng mình là gì đây? X phần 4 cộng B phần 2 bằng 1. X phần 4 cộng B phần, phần 3 bằng 1. X phần 4 cộng B cộng Y phần 3 x phần 4 cộng y phần 3 bằng 1 và chúng ta thấy quy đồng luôn mẫu chung là 12 cái này nhân lên cho 3 này là 3x này nhân cho 4 là cộng cho 4y bằng uh, bằng 12 chuyển sang trái là trừ 12 bằng 0 đây chính là được thắng đề cần tìm về xong câu tiếp theo là câu 38 Câu 38 là tính tổng các giá trị nguyên của tham số M để bắt phương trình M trừ 1 nhân x bình phương trừ 2 nhân M trừ 1 nhân x cộng 4 nhỏ hơn 0 vô nghiệm. Bắt phương trình vô nghiệm khi nào? Khi bắt phương trình này nó chuyển từ dấu nhỏ sang so dấu lớn bằng. Vậy là bắt phương trình đã cho vô nghiệm khi và dưới khi m trừ 1 nhân x bình trừ cho 2 nhân m trừ 1 nhân x cộng cho 4 này phải lớn bằng 0 với mỗi x thuộc R. Và tới đây hệ số A là có dính thông số thì chúng ta chia hai trường hợp. Trường hợp 1 là A bằng 0. A bằng 0 nghĩa là M trừ 1 bằng 0 là M bằng 1. M bằng 1 thì mình sẽ thay vào. Cái đây mình đạt, đạt Fx nha đã fx các bạn cái này luôn suy fx thay vào thay vào thì được gì đây mà một cái này bằng không cái này bằng không rồi còn bố bốn lớn bằng không này đúng rồi này đúng đúng rồi là đúng rồi do đó thì mình sẽ nhận nhận m bằng bằng một rồi trừ 2 là A khắc 0. Có nghĩa là M trừ 1 khắc 0 là M khắc 1. M khắc 1. Thì khi đó thì Fx mà nó lớn bằng 0 khi nào? Fx lớn bằng 0 với mọi x thuộc L -R khi nào đây. Khi nào? Khi là A phải dương. Là M trừ 1 nó phải lớn bằng 0. Delta thì... Uh, delta, delta phải này nha. Thì ta phải là phải nhỏ bằng 0, ta phải là b phải bình phương là m trừ 1 tất cả bình phương này. Trừ ac là trừ cho m trừ 1 nhân cho c là nhân cho 4. Cái này phải nhỏ bằng 0. Vậy tương đương m trừ 1 lớn 0 là m lớn 1. Chỗ này khai triển ra là m bình phương. là trừ 2m cái này là 4 nhân cho này là trừ m này. Nhân 4 là trừ 4m với trừ 2m là trừ 6m cái này là cộng cho 4 cái này cộng 1 là cộng 5 cái này nhỏ bằng 0 tương đương ở đây là m lớn hơn 1 chỗ này là phương trình bậc 2 có dọn đặc biệt là a cộng b cộng c bằng 0 nó có một nghiệm là 1 nghiệm thứ hai là bằng 5 phần 1 c trên a là 5 phần 1 và tóm lại nó có hai nghiệm là 1 và 5 vậy thì a vừa bắt trái giáo lấy trong lấy trong thì m lớn bằng nhỏ bằng lớn bằng nghiệm bé là 1 nhỏ bằng nghiệm lớn là 5 này vậy thì uh, chúng ta vô giao nghiệm lại này là mà lớn một mà lớn bằng một thì chọn lớn nhất do đó thì mà bây giờ lớn một thôi bé hơn bằng năm đây là số 1 đây là số 2 vậy từ một hai cái hợp 1 với hai cái cái hợp một với hai là từ một hai này suy ra là mà lớn lớn hơn một này bằng 1 nữa thì sẽ là mà lớn hơn bằng 1, bán bằng 5. Ở đây tìm tổng có các trị nguyên, cho giờ chúng ta tìm giá trị nguyên m đó. Vì m thuộc thuộc là Z suy ra m thuộc là, là mấy này? 1, 2, 3, 4 và 5. Vậy tổng các cái trị nguyên của nó là lấy 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 tổng các giá trị nguyên của M à gì đây là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 1 cộng 2 là 3 3 cộng 3, 3 là 6 6 4 10 10 5 là 15 phải có 15 tổng là 15 và câu cuối cùng là câu 39 câu 39 trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ với hệ tọa độ oxy cho đường tròn C có phương trình là x cộng 1 tất cả bình phương cộng y trừ 2 tất cả bình phương bằng 9 và điểm M tọa độ là 23 đường thẳng delta đi qua M các đường tròn C tại hai điểm AB sau cho mà A bình cộng mà B bình bằng 18 viết phương trình đường thẳng delta rồi thầy vẽ đường tròn trước đây đường tròn đây đường tròn C đây là y đây thì à, cái đường thẳng D này nên ta liệt qua mà và nó cắt đường tròn giả sử mà như này các đường tròn tại hai điểm đúng không ở điểm A điểm B điểm A điểm B được chưa các đường tròn tại điểm AB sau cho mà ở bên cạnh ở bên 18 bây giờ thầy đây là tâm này không? Tâm I, I B là tâm. Thì đây em nhớ cho thầy này, kiến thức của lớp 9 đó là có đường tròn này, tròn C này. Và có các tiếng là M, A, B Các tiếng là đường thẳng là các đường tròn tại ba điểm á. B này. Đó. Đây, I, I B đây thì em luôn nhớ cái thằng là m a đó nhân cho m b này nó sẽ bằng bằng là d bình trừ r bình r là bán kính còn d ở đây chính là khoảng cách từ đâu từ y đến m này yeah. d chính là y m bình phương d chính là y m đó thì đó thì y m bình phương chính là d d bình rồi nhớ như vậy là câu này xong luôn đầu tiên thì chúng ta có được tròn C có tâm y là cho cái này uh, x cộng 1 bằng 0 là x bằng trừ 1 cho y trừ 2 bằng 0 là y bằng 2 còn có bóng kính bỏ chỉ có đi bỏ chỉ có đi bón kính nào là bằng k bậc 2 của 9 là bằng bằng 3 có tâm có bón kính rồi bây giờ ta có nè em có là m bình cộng m bình bằng 18 rồi mình có m a nhân m b là bạn mấy bạn bạn d bình trừ ra bình đúng không ta có này m a nhân m b bằng là d bình trừ a ra bình d bình chính là khoảng cách từ m đấy không thứ y chính là bạn y m bình phương trừ ra bình là trừ cho cho ba bình rồi đi tìm r bình đi bao nhiêu để tìm y m đó tính y mà y mà tính được không mình có điểm y là có điểm m rồi đúng không y mà sẽ bạn mua đúng mua đúng với tay y mà độ giờ y mà bạn mua đúng với tay y mà với tay y mà bao nhiêu này y mà lấy quanh m trừ quần y tung m trừ tung y là lấy hai uh, trừ trừ một là ba này rồi lấy ba trừ cho hai là còn một đó tọa độ bao nhiêu đó k bằng hai lên thì bạn ba bình cộng một bình là k bằng hai của mười đúng chưa là mười vậy thì bạn mấy này k bằng hai của mười bình phương trừ chín là còn một vậy thì bạn một rồi mình có mà a nhân mà b bằng một vậy thì ta sẽ có cái hệ phương trình ta có hệ phương trình như đây mà a nhân mà b bằng bằng mấy bằng một rồi mà a bình đề cho là mà ở bình này cộng cho m b bình là bằng 18 tám em mới nhớ hàng đẳng thức là a bình cộng 2 lần a b cộng b bình thầy cho thành nhân là cho hai đi thành nhân là cho hai là thành hai lần m a m b chi biết không để thầy, thầy cộng lại ra hàng đẳng thức nhân hai biết cho hai thì hai lần m a m, b cho bạn là bằng hai thầy lấy hai này cộng lại với nhau cộng với theo bé nha là chúng ta có được m a bình phương cộng m cộng cho hai lần mà a mà b cộng cho mà b bình phương à, cộng lại trừ nhau đi trừ nhau trừ nhau lấy cái phương trình dưới trừ lấy cái dưới trừ cái trên này lấy hai trừ một này đúng không lấy cái dưới trừ cái trên thì có là cái này trừ đi cho nó đẹp đi trừ đi trừ đúng không trừ thì nó bằng máy này 18 trừ cho hai là còn 16 rồi tới đây thì nó ra hạn thức rồi và là m ai trừ m b bình phương lên là bằng 16 m a trừ m b thấy nó khó chịu quá thầy chuyển thành là mb b trừ m -A. để chi thì nó có có cách cho nó rồi chưa m b trừ m -A, thấy m b trừ m có phải bằng cái đoạn a b không m -B này trừ đi m a có phải bằng cái đoạn nào nó phải tương đương với AB b bình phương bằng 16 phải tính được AB b bằng mấy đây kem bằng hai có 16 là bốn luôn thấy chưa tính được AB bằng 4 rất là nhanh luôn, thấy không? AB bằng 4 rồi á thì mình thấy là cái tam giác IAB tam giác căng là đúng không? Do đó thì khoảng cách từ đâu? Từ tâm Y đến AB giả sử là IH đi. Chính là bạn bạn chính là bạn IH đúng không? IH chính là đường, là đường cao á, mà thêm có này, cái tam giác IHA là vuông tại H chưa? Vậy thì AH là bạn AB chia 2 đúng không, vậy thì khoảng cách từ tâm Y đến AB chính là bạn YA bình trừ đi vậy, trừ cho AH bình, AH bình là AB chia 2, Do đó thì sẽ bạn AB chia 2 tất cả bình phương rồi tóm lại này, khoảng cách từ tâm Y đến AB chính là bạn căn bậc 2 của ER bình phương trừ đi cho AB chia 2 tất cả bình phương rồi nhưng mà bây giờ chúng ta phải viết được thẳng AB trước này đường thẳng AB thì bây giờ sao đây đường thẳng AB thì bây giờ nó có gì rồi nó đi qua điểm uh, điểm M rồi đúng chưa đi qua điểm M và vectơ tao tiếng chưa biết thầy phải gọi gọi nha. N đến nào bằng AB là vector pháp tiếng của đường thẳng D. Được chưa này? Và điều kiện ở đây là nhớ là A bình cộng B bình phải lớn hơn 0. Và suy được thằng D sẽ là gì? D đi qua đâu nữa? D đi qua là điểm M rồi. Và thì A nhân cho X trừ cho M là 23. X trừ 2 này. Cộng cho B nhân cho Y trừ 3 bằng 0. Mình sẽ thu lại được là AX cộng cho BY phải trừ 2A trừ cho 3B bằng 0. Đó, là phương trình tổng quát của đi được chưa này rồi bây giờ mình sẽ có được gì có được các khoảng cách từ tâm y đến ab sẽ bằng là bằng y hết y thì bằng gì đây bằng căn bậc hai của y a bình trừ cho a h bình là căn bậc hai của y a bình trừ cho y h AH bình à, trừ cho a AH bình xin lỗi bằng căn bậc hai gì đây AR bình là bao nhiêu? Chính là R bình. IA chính là R. Còn AH là bằng AB chia cho 2 bình phương này. A là AB chia 2 do đó là AH bình sẽ là AB chia 2 tất cả bình. Tới đây thì mình thay vào thôi. Mình tương đương khoảng cách từ A đến AB sẽ là gì? A tâm của nó là bao nhiêu? Trừ 1 đến 2, trừ 1 2 đúng không? Thay vào đây. A bằng trừ 1 là trừ A này. B bằng 2 là 2B này. Trừ cho 2A trừ cho 3B tuyệt đối chia căn bậc hai căn bậc hai ở đây chính là gì a bình cộng b bình thì cái này nó bằng là r bao nhiêu đây r là bằng căn bậc hai của máy của chính là bằng ba căn hai của ba là là chín này còn ab là máy ab vừa tính sao là bốn bốn chia hai cộng hai hai bình phương là bốn và bằng căn bậc hai của năm phải không hai của năm tương đương này, tương đương. Tương đương với chỗ này chúng ta sẽ bỏ dấu trừ đi. Là còn lại là tuyệt đối của 3a cộng b sẽ bằng là căn bậc 2 của 5 nhân căn bậc 2 của a bình cộng b bình. Sau đó thì mình bình phương hai vế. Thì thành là (3a cộng b) tất cả bình phương này. kem bậc 2 bình phương là Nam can bằng hai bình phương này là mắc can luôn là còn là a bình cộng b bình khai triển ra 3 a tất cả bình phương là 9 a bình phương cộng hai lần ab là 2 nhân 3 a nhân b là 6 ab cộng b bình bên này là nhân vào được là 5 a bình cộng 5 b bình chỉ sang trái là 5 a bình trừ 5 a bình trừ cho 5 b bình bằng 0 thu gọn lại được là 9 a bình trừ 5 a bình là còn 4 a bình phương rồi cộng cho 6AB. B bình trừ 5B bình là cộng trừ 4B bình bằng 0. tại đây thì một phương trình mà có hai ẩn. Và đây là đồng bậc điều bậc 2. Để cấp bậc 2 thì ta sẽ chọn thì chọn B. Cho điều kiện là A bình cộng B bình của mình là luôn lớn hơn hơn không Và thầy chọn A chọn B bằng 1 đi. Chọn A bằng 1 hoặc B bằng 1 cho nó dễ. Chọn B bằng 1 suy ra được là 4A bình phương chỗ này cộng cho 6A trừ cho 2 là trừ cho 4 bằng 0 chọn B bằng 1 bấm máy tính thôi menu 9 2 2 nhập vào là 4 6 4 6 trừ 4 4 bàn 6 bàn trừ 4 bàn nó ra 2 nghĩa là 1 phần 2 và trừ 2 vậy được hai nghiệm là a bằng 1/2 b bằng trừ -2 đúng chưa trừ 2 với uh, A 1 phần 2 ok rồi vậy mình có được hai cặp hai cặp này là cặp A bằng 1 phần 2 với B bằng mấy đây B bằng 1 mình có thứ nhất này cặp thứ nhất là A bằng 1 phần 2 B bằng 1 suy ra thay vào đâu thay vào đường thắng D này thấy chưa là chúng ta có D đây này thay đây này chưa yeah. thay vào đó cũng được đây này tại dễ hơn Thay bộ đa diễn là 1 phần 2 x cộng cho b là cộng cho 1 b là cộng cho b cho b là 1 và là 1 y là y Trừ cho chỗ này là 2 nhân 1 phần 2 là còn 1 1 trừ 3 là còn mấy 1 trừ cho 3 là còn uh, trừ 2 Bằng 0 Vậy chúng ta nhân 2 vết cho 2 được là x cộng cho 2 y Cái gì chỗ này là mấy từ 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 trừ 1 chứ 2 nhân 1 phần, trừ 2 nhân 1 phần 2 là trừ, trừ 1 với trừ 3 là trừ 4 trừ 4 và là quy đồng mẫu cho 2 này mẫu chung là 2 thì đây là x cộng 2y trừ 8 bằng 0 tiếp tục cặp thứ hai là cặp uh, a bằng trừ 2 b bằng 1 thay vào a bằng trừ 2 b bằng 1 nha thay vào đây này là được là trừ 2x cộng y trừ y cộng y này. A bằng -2 chúng ta thành thành 4 bốn chưa? 4 bốn 3 là còn 1. bằng 0. Và cái này có thể nhân cho -1 này. Nhân -1 thành thành 2x trừ y 1 trừ bằng 0. Vậy thì chúng ta có hai đường thẳng d, vậy có hai phương trình đường thẳng D thỏa yêu cầu bài toán đó là lấy đây x cộng 2y trừ 8 bằng 0 và đường thứ hai là 2x trừ y trừ 1 bằng 0 video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng cảm ơn các em đã theo dõi hẹn gặp các em ở video tiếp theo chào tạm biệt các em